Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 78. Chương 771. Thủy ma chết, Phương Nguyên một lời kinh người một. Mặt đất xung quanh hố sâu bị ngọn lửa cực nóng nướng thành thủy tinh. Con phi hùng ôm đầu, cuộn thành một đoàn, im lặng không một tiếng động. Da gấu lóe lên ánh sáng năm màu đen trắng đỏ xanh vàng. Cổ ngũ chuyển ra gấu ngũ hành. Cổ này có thể làm giảm hiệu quả của 5 loại cổ trùng kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng dưới sự tấn công của một đám cường giả, con phi hùng mình đầy thương tích, máu tươi văng ra ngoài, một số vết thương sâu đủ thấy xương. Đám cổ sư đứng bên ngoài ra sức tiếp cận con phi hùng. Tuy con phi hùng rất mạnh, nhưng sau 2 vòng giao chiến, mọi người cũng có được thành quả. Cẩn thận, đừng quên trên người nó có cổ trùng hào liệt loạn vũ. Tôn Thấp Hàn nhắc nhở. Sắc mặt đám cổ sư ngưng trọng, khẽ gật đầu. Cổ hào liệt loạn vũ là cổ ngũ truyền, có thể khiến cho con phi hùng chìm vào trạng thái cuồng bạo. Tốc độ, lực đạo tăng vọt mấy lần, đồng thời tứ chi có thể tùy ý vặn vẹo. Một khi phát động con cổ trùng hoang dã này, mức độ nguy hiểm của con phi hùng sẽ tăng lên. Chỉ cần sơ ý một chút, bị con phi hùng bắt được, rất có thể sẽ không chống đỡ nổi mấy giây đã bị đập thành một đống thịt nát. Sợ cái gì, đừng quên ở đây chúng ta còn có Thái Bạch lão tiên sinh. Ai xông lên trước, ta sẽ thưởng cho người đó. Hắc Lâu Lan gầm rú lên, nói ra phần thưởng khiến đám cổ sư sáng mắt lên. Phía dưới trọng thưởng tất có dũng phu, để ta. Hạo Kích Lưu hét lớn một tiếng, cuốn lên sóng lớn phóng về phía con phi hùng giữa sân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, gã nhanh chóng áp sát con phi hùng. Ngàn bước, 500 bước, 300 bước, con phi hùng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó há miệng phát ra tiếng gào thét, phun ra một bọt khí trong suốt. Bọt khí bành trướng như sấm sét, bao phủ Hạo Kích Lưu và con phi hùng vào bên trong. Sau đó co vào rồi đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, con phi hùng và Hạo Kích Lưu không còn thấy đâu. Dị biến phát sinh khiến mọi người biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ đi đâu rồi? Biến mất rồi. Chẳng lẽ cửa ải này còn có ảo diệu khác hay sao? Mọi người suy đoán, nghị luận ầm ĩ. Hắc Lâu Lan cau mày, không hiểu chút nào. Sắc mặt Tôn Thấp Hàn lạnh lùng, không chút biểu hiện. Dường như nghĩ đến điều gì đó, gã do dự nói, chẳng lẽ là cổ đấu không? Cổ đấu không? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung về phía Tôn Thấp Hàn. Tinh mang trong mắt Hắc Lâu Lan lóe lên, trầm giọng nói, đây đích thật là cổ trùng võ đạo. Nhưng nếu là cổ đấu không, như vậy trưởng lão Hạo Kích Lưu nguy hiểm rồi. Cổ đấu không đã biến mất nhiều năm, nghĩ không ra lại tái hiện ở nơi này. Thái Bạch Vân Sinh thở dài một tiếng, cũng xác nhận lại. Ông nhận được truyền thừa tiên đạo từ chỗ ông cụ ăn mày, tất nhiên kiến thức bất phàm. Rốt cuộc cổ đấu không là gì? Mọi người hỏi. Ánh mắt Gia Luật Tang trầm ngưng. Y là đại tộc trưởng thế lực siêu cấp Gia Luật gia, cũng chỉ vì chiến bại, bất đắc dĩ mới gia nhập Hắc gia. Trên người y có tiên cổ viêm đạo, kiến thức uyên bác, lúc này mới lên tiếng giải thích. Cái gọi là cổ đấu không chính là cổ trùng võ đạo ngũ truyền. Một khi thôi động, có thể kéo hai phe địch ta vào một không gian khác. Ở đó, hai phe sẽ tiến hành tử chiến, chỉ khi nào phân ra thắng bại, hoặc chờ thời gian kết thúc mới có thể ra ngoài được. Hai, không nghĩ đến trên người con phi hùng lại cất giấu một con cổ trùng như vậy. Hắc Lâu Lan ngửa mặt lên trời thở dài, giọng điệu tiếc hận. Sắc mặt mọi người lập tức nặng nề vô cùng, không khỏi lo lắng cho Hạo Kích Lưu. Con phi hùng vô cùng cường đại, tập hợp sức của tất cả mọi người cũng không giết được nó. Chỉ dựa vào một mình Hạo Kích Lưu, làm sao có thể là đối thủ của nó? Kết quả của cuộc quyết đấu này, bất cứ kẻ nào cũng có thể đoán ra được. Tất nhiên là con phi hùng thắng, còn Hạo Kích Lưu thì bại. Tuy Hạo Kích Lưu có cổ thủy tượng, có thể chạy trốn, nhưng vừa nãy Gia Luật Tang đã nói rõ, không gian mà cổ đấu không tạo ra, chỉ khi nào hai bên phân ra thắng bại sinh tử thì mới có thể mở ra. Hạo Kích Lưu đã dùng hết thủ đoạn chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị con phi hùng bắt được và giết chết.
trừ phi gã có cổ trùng võ đạo có thể khắc chế. Nhưng Hạo Kích Lưu là cổ sư thủy đạo, điều này tất cả mọi người đều biết. Cho dù ở đây có một đám cường giả, nhưng không có ai thuộc phái võ đạo. Bởi vậy, đối đầu với cổ đấu không cũng chẳng làm gì được, có lẽ còn có hy vọng. Tộc trưởng Gia Luật vừa mới nói, phân ra thắng bại hoặc chờ thời gian kết thúc. Vậy thời gian kết thúc là có ý gì? Đường Diệu Minh hỏi. Gia Luật tang thở dài, thời gian kết thúc là đối với cổ sư. Duy chỉ cổ đấu không, chân nguyên không ngừng tiêu hao. Nếu cổ sư dùng nó, chờ khi chân nguyên hết sạch, đấu không tất nhiên sẽ biến mất. Lần này, mọi người đã hoàn toàn hết hy vọng. Cổ đấu không trên người con phi hùng là cổ trùng hoang dã. Cổ trùng hoang dã hấp thu nguyên khí trong không trung, mà nguyên khí trong không trung lại cuồn cuộn không dứt. Trông cậy vào thời gian kết thúc hoàn toàn không có khả năng. Nếu chúng ta có thể hấp thu nguyên khí triệt để trong không trung, chẳng phải cũng có thể sao? Biên Ti Hiên đưa ra một ý tưởng, khiến ánh mắt mọi người sáng lên. Nhưng không được. Sau khi mọi người thương lượng, phát hiện muốn đối phó với nguyên khí vô hình vô chất, chỉ cần dùng đến thủ đoạn khí đạo là được. Nhưng khí đạo chỉ thịnh hành nhất thời, là phái thượng cổ, sau đó bị lực đạo thay thế. Cho đến bây giờ, ngay cả lực đạo cũng bị suy thoái, càng không cần phải nói đến khí đạo. Khí đạo có thể nói là đã sớm bị diệt tuyệt. Rất ít khi có thể nhìn thấy một cổ sư khí đạo. Thái Bạch Vân Sinh hành tẩu Bắc Nguyên nhiều năm, cũng chỉ gặp được có 3 cổ sư khí đạo. Người gần đây nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất, chính là một trong những huynh đệ kết nghĩa của Lưu Văn Vũ, Mặc Sư Cuồng. Nhưng người này đã sớm đi theo Lưu Văn Vũ, quy thuận Lưu gia, làm sao có chuyện chuyển sang làm thuộc hạ của Hắc Lâu Lan được. Cho dù có thể mời gã ra tay, gã là cổ sư am hiểu công kích, chưa chắc đã có năng lực đối phó nguyên khí. Cho dù có năng lực, bây giờ người ngoài cũng không vào được Phúc Địa Vương Đình. Khí đạo thật ra rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là cắt đứt liên hệ giữa nguyên khí và cổ đấu không, cũng không nhất định phải loại bỏ nguyên khí nơi này. Thái Bạch Vân Sinh vuốt râu nói, nhưng mọi người cũng bất lực. Cắt đứt mối liên hệ giữa nguyên khí và cổ trùng hoang dã, đây là sở trường của cấm đạo. Cấm đạo cũng là môn phái thiên môn, số lượng cổ sư cấm đạo cực kỳ thưa thớt. Những người có mặt ở đây, không một ai là cổ sư cấm đạo. Trước đó ta qua được cửa thượng, trong bí tàng các của Lầu Chân Dương phát hiện được cổ đoạn nguyên của cấm đạo, vừa lúc có thể dùng ở đây. Đáng tiếc, ta không nghĩ đến có tình huống này cho nên đã đổi vật khác. Lữ Sảng vỗ đùi, vô cùng tiếc nuối. Phương Nguyên khoanh tay, mặt không chút biểu cảm, đứng một bên không lên tiếng. Chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ, nhất định sẽ có biện pháp. Hắc Lâu Lan vừa dứt lời, không trung đột nhiên lắc lư, hiện ra thân ảnh to lớn của con phi hùng. Nó há miệng giống to, trạng thái điên cuồng. Trong lòng mọi người trầm xuống, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Hạo Kích Lưu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng không nhìn thấy thi thể của Hạo Kích Lưu. Các ngươi mau nhìn khóe miệng của con phi hùng. Tôn Thấp Hàn là cổ sư trinh sát, là người đầu tiên phát hiện ra dấu vết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện khóe miệng con phi hùng có lẫn vết máu. Lúc há miệng giống to, giữa hàm răng còn dính vải rách. Loại vải này nhìn rất quen mắt. Mọi người rất nhanh nghĩ đến, đây không phải là quần áo của Hạo Kích Lưu hay sao? Tất cả bừng tỉnh, thì ra Hạo Kích Lưu đã bị con phi hùng ăn sống. Đáng thương cho Hạo Kích Lưu, cường giả ma đạo thanh danh hiển hách, được người ta gọi là Thủy Ma, hào quang rực rỡ trong cuộc chiến Vương Đình, kết quả lại chết ở chỗ này. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 772, Thủy Ma chết, Phương Nguyên một lời kinh người hai. Vận mệnh vô thường, hiện thực tàn khốc khiến cho người ta không khỏi có cảm giác thê lương. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh cũng thúc thủ vô sách. Mặc dù ông có cổ nhân như cố, nhưng khi thi triển phải có mục tiêu. Bây giờ Hạo Kích Lưu đã bị con phi hùng ăn thịt, lại còn nuốt vào bụng, ông làm sao cứu? Sĩ khí của mọi người giảm xuống rất nhiều. Con phi hùng này quá hung tàn, vậy chúng ta đánh như thế nào đây?
đấu không nhỏ hẹp. Trên người Phi Hùng còn có cổ ngũ hành ra gấu, cổ hồ gió rồng mây, cổ tinh hà, cổ hào liệt loạn vũ. Nếu một chọi một, ai có thể là đối thủ cơ chứ? Ngàn vạn lần không ngờ được, cửa ải cuối cùng này lại khó đến như vậy. Cửa ải lầu chân dương 88 góc, cửa càng về sau càng khó. Cửa cuối cùng, cửa thứ 100 là cửa khó nhất. Bây giờ, lầu chân dương 88 góc đã ngưng tụ được hơn 10 tầng. Các cổ sư không ngừng cố gắng đả thông cửa ải các tầng, nhưng phần lớn đều kẹt ở cửa 90. Cửa cuối cùng này, đây là lần đầu tiên của mọi người. Hỏng rồi, sĩ khí mà giảm xuống, rất khó để tái chiến. Chẳng lẽ lần này chúng ta phải thất bại mà quay về? Sắc mặt Hắc Lâu Lan tái xanh. Lần này giống trống khua chiêng, tổn hại mất một vị cao thủ, kết quả cái gì cũng không lấy được. Chuyện này đã đả kích rất lớn đối với uy tín của gã. Cái này thì không sao. Hắc Lâu Lan muốn có tiên cổ lực đạo, nhất định phải có lệnh bài chủ lâu một góc. Nếu không qua được cửa này, trong tay gã chỉ có lệnh bài chủ lâu bình thường. Nếu từ bỏ tầng này, lựa chọn tầng khác, thời gian sẽ bị kéo dài. Hắc Lâu Lan không đợi được. Trong lúc quân tâm đang bị dao động, Phương Nguyên bình tĩnh lên tiếng, giết Phi Hùng có gì khó đâu. Lời này thu hút mấy chục ánh mắt nhìn hắn. Nhưng rất nhanh, những ánh mắt này không khỏi cụp xuống. Lang Vương bây giờ không phải là Lang Vương trong truyền thuyết. Lang Vương Thường Sơn Âm trước kia là anh hùng hào kiệt đại danh đỉnh đỉnh Bắc Nguyên, dùng sức của một người tiêu diệt tên Hán Phỉ Cáp Đột Cốt nổi tiếng. Lang Vương hiện tại là đại sư phi hành, đại sư nô đạo, là đệ nhất mãnh tướng được công nhân trong cuộc chiến Vương Đình. Khi quyết chiến, hắn có thể dễ dàng thắng được tướng soái quân địch, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bản tính của hắn lại trở nên cao ngạo, thậm chí âm tàn tàn nhẫn. Nói ra tay liền ra tay, Hắc Tú Y thiếu chút nữa bị giết chính là ví dụ bày ra trước mắt mọi người. Trước đó còn có một ví dụ, chính là Tôn Thấp Hàn. Gã đã từng bị Thường Sơn Âm công nhiên tát cho bạt tai ngay trước mặt bao người. Ngay cả gương mặt cũng bị giẫm dưới chân. Tôn Nghiêm mặt mũi đều mất hết. Chỉ có Hắc Lâu Lan là vẫn nhìn chằm chằm. Bây giờ trong sân chỉ còn Hắc Bạo Quân gã và Thường Sơn Âm âm tàn cao ngạo, làm việc chẳng úy kỵ mà thôi. Sơn Âm lão đệ, ta đồng ý lắng nghe diệu kế của ngươi. Hắc Lâu Lan chắp tay nói. Phương Nguyên khẽ cười, cũng không nói đến là diệu kế hay không. Nói ra cũng không đáng nhắc đến. Hắn ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Mặc dù cổ đấu không rất kỳ diệu, nhưng cũng chỉ là cổ ngũ truyền, tất sẽ có phạm vi hạn chế. Ta thấy, chỉ cần viễn chiến, tránh đi phạm vi công kích của cổ đấu không là được. Hắc Lâu Lan ngẩn ra, đây quả thật là một câu có thể giúp cho người ta bừng tỉnh. Ánh mắt mọi người cùng nhau tỏa sáng. Có người vỗ đầu, hưng phấn nói, đúng là ta đã bị tên tuổi của cổ đấu không hù dọa rồi. Đúng là. Như vậy, chỉ cần là cổ trùng, đều sẽ có phạm vi tác dụng. Phạm vi tác dụng của cổ đấu không không rộng. Bằng không, vì sao sau khi hảo kích lưu đến gần, cổ đấu không mới có thể phát động chứ? Đương nhiên, cổ đấu không là cổ trùng hoang dã, phạm vi cụ thể còn cần phải tiến hành đo đạc. Tiếp theo, ta sẽ điều khiển đàn sói vây khốn Phi Hùng. Các người ở bên ngoài tiến hành viễn chiến. Phương Nguyên chỉ huy. Hắc Lâu Lan vui mừng. Gã không thể ra lệnh cho Phương Nguyên, bây giờ Phương Nguyên chủ động tham chiến. Gã vội vàng nói, cứ theo Lang Vương mà xử lý. Cuộc chiến một lần nữa khai hỏa. Đàn sói vây quanh con Phi Hùng. Các cổ sư bên ngoài, thế công như mưa rơi xuống. Như thế, mọi người đã hình thành thế cục đàn kiến nuốt voi. Con Phi Hùng gào thét không ngừng, thỉnh thoảng phát động cổ tinh hà, cổ hồ gió rồng mây, cổ hào kiệt loạn vũ khiến đàn sói tử thương thảm trọng. Còn đám cổ sư thì bình yên vô sự, không xuất hiện thương vong. Ban đầu, Hắc Lâu Lan còn lo lắng Phương Nguyên vì đàn sói thương vong quá lớn mà ngừng lại. Nhưng biểu hiện Phương Nguyên vẫn cường ngạnh, tử chiến không lùi, hoàn toàn chẳng để vào mắt xác sói khắp nơi. Hắc Lâu Lan cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng đem nguyên nhân quy kết cho việc Phương Nguyên tử chiến không lùi là lời hứa 50% của phần thưởng nhận được. Gã không biết,
cái Phương Nguyên cần chính là lệnh bài chủ lâu trong tay Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan muốn gia tăng phẩm cấp cho lệnh bài chủ lâu trong tay mình. Điều này rất hợp ý Phương Nguyên. Đợi đến khi lệnh bài chủ lâu của gã tăng lên 4 góc, Phương Nguyên sẽ ra tay cướp đoạt, kết hợp với lệnh bài của mình tạo thành lệnh bài chủ lâu 10 góc. Từ đó có được một đạo chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Bởi vì Phương Nguyên ra tay, thắng lợi dần dần nghiêng về phía cổ sư. Thương thế của con phi hùng càng lúc càng nặng, máu tươi chảy ra như thác. Giống. Đột nhiên con phi hùng giống to một tiếng, một lần nữa phun ra một bọt, khí trong suốt. Cổ đấu không ngũ chuyển một lần nữa phát động. Đám cổ sư đã sớm có chuẩn bị, vội vàng lui lại. Bọt khí trong suốt chỉ nhắm trúng được một đàn sói huyết sâm. Vèo. Một tiếng vang nhỏ, con phi hùng và đàn sói huyết sâm bỗng nhiên biến mất. Lặp lại chiêu cũ thì có ích lợi gì đâu. Có người nhìn thấy, không khỏi cười to. Chỉ cần chúng ta đừng đến gần nó, chúng ta cần chi phải sợ cổ đấu không? Ha ha ha. Tất cả im miệng cho ta. Hắc Lâu Lan gầm lên, nét mặt bực bội. Không chỉ có gã, ánh mắt của Phương Nguyên và đám người Thái Bạch Vân Sinh cũng trở nên trầm ngưng. Lần này, thời gian cổ đấu không duy trì còn dài hơn trước rất nhiều. Mất cả nửa ngày, cổ đấu không mới biến mất. Thân ảnh khổng lồ của con phi hùng một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Hỏng rồi, quả nhiên giống như đã đoán. Tôn Thất Hàn thất thanh nói. Hừ, biểu hiện của Hắc Lâu Lan cũng cực kỳ khó coi. Toàn thân con phi hùng chẳng chút tổn hại. Vầng sáng chảy xuôi trên đám lông trắng như tuyết. Ánh mắt của nó hữu thần, chiến ý dâng cao, giống như đã khôi phục được trạng thái. Trên người con phi hùng có một con cổ trị liệu ngũ chuyển. Đây là tin tình báo đã được dò xét từ trước. Về phần đối thủ của nó, đám sói huyết sâm chỉ còn lại một đống xương trắng bên trong không gian đấu không. Thế thì còn đánh như thế nào nữa? Cho dù đấu trí mãnh liệt như Bùi Yến Phi, lúc này gương mặt cũng tràn ngập bàng hoàng. Bên cạnh, Thái Bạch Vân Sinh trầm ngâm nói, mặc kệ con phi hùng bị thương nặng đến đâu, chỉ cần thôi động cổ đấu không, kéo nó vào trong không gian đấu không, tĩnh dưỡng nửa ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Đúng vậy, mặc dù cổ đấu không là cổ trùng hoang dã, không chịu sự khống chế của con phi hùng, nhưng cổ trùng hoang dã rất nhạy cảm đối với nguy cơ. Khi nó cảm nhận được nguy hiểm, để bảo vệ chủ, nó sẽ tùy ý lựa chọn đối tượng kéo vào trong không gian đấu không. Cứ như vậy, chẳng lẽ đàn sói cũng không thể dùng được? Đàn sói cần chiến, bao quanh người con phi hùng, không phải là đối tượng tốt nhất bị con phi hùng kéo vào không gian đấu không sao? Xem ra, chỉ có cổ sư chúng ta đích thân ra tay thôi. Người nào đó nói đến đây, hiện trường chợt im lặng. Thu lại đàn sói, để cổ sư vây công, chỉ sợ cũng không được. Tốc độ con phi hùng cực nhanh, kéo cổ sư vào trong đấu không. Cổ sư nhất định sẽ giãy giụa mãnh liệt, kéo dài hơi tàn, tận một số phương pháp để sống sót. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 773, cuối cùng cũng quá quan, Phương Nguyên yêu cầu tiên cổ. Muốn phá cổ đấu không, không được để cho con phi hùng có thời gian trị liệu an nhàn. Phương pháp đơn giản nhất chính là cổ sư bị kéo vào trong đấu không phải tự sát ngay lập tức. Nhưng không ai muốn tự sát, cầu sinh là thiên tính của con người. Cho dù là Thái Bạch Vân Sinh cũng cứu không được. Thủy Ma Hạo Kích Lưu là ví dụ đẫm máu trước mắt. Cửa ải cuối cùng này khó quá. Nhân tài chúng ta đông đúc, anh hào xuất hiện lớp lớp. Nhưng hợp lực lại cũng không làm gì được con gấu này. Con phi hùng nằm dạp trên mặt đất, cảnh giác nhìn đám người, tạm thời không tấn công, chỉ phát ra tiếng gầm nhẹ. Cũng không thể nói như vậy. Quan trọng là chúng ta không có cách nào khắc chế cổ đấu không. Cấm đạo, khí đạo, chúng ta hoàn toàn không có. Tộc trưởng Hắc Gia, ta đề nghị đổi sang tầng khác đi. Gia Luật Tang cũng là tộc trưởng của một thế lực siêu cấp. Người khác không dám khuyên, nhưng y có thể nói thẳng. Hắc Lâu Lan chỉ hừ lạnh, cũng không trả lời. Gã suy nghĩ thật nhanh, tình huống bây giờ, muốn giải quyết nan để cổ đấu không gần như không có khả năng.
Xem ra chỉ có một biện pháp, chính là ta chủ động tiếp chiến, để con phi hùng kéo ta vào đấu không. Bên trong đấu không, ta vận dụng sát chiêu lực đạo giết chết con phi hùng. Sát chiêu lực đạo của gã không thể coi thường. Đây chính là chi thuật bí mật của Hắc Già. Hắc Lâu Lan chỉ dựa vào tu vi ám đạo của mình thì không thể thu thập con phi hùng. Nhưng một khi vận dụng thủ đoạn lực đạo, cộng thêm bản thân là đại lực chân vũ thể, giết chết con phi hùng cũng không khó. Nhưng nếu như vậy, gã sẽ phá vỡ hiệu quả tiên cổ ám độ che giấu trên người, khiến cho thập tuyệt tai ách lại càng đến sớm hơn. Thời gian của ta đã không đủ, bây giờ vận dụng sát chiêu lực đạo giết chết con phi hùng, thời gian lại càng ngắn. Ta còn phải trong thời gian ngắn như vậy đả thông 100 cửa ải, lấy được tiên cổ lực đạo, độ khó trong đó không khỏi quá lớn. Nhưng nếu không qua được cửa này, ta sẽ không có lệnh bài chủ lâu một tóc, làm sao biết được vị trí của tiên cổ lực đạo chứ? Mặc kệ ta đổi sang tầng khác, hướng bộ tộc cầu viện, ta cũng phải cần thời gian. Tình huống bết bát nhất là, cho dù ta vận dụng sát chiêu lực đạo, giết chết con phi hùng, có được lệnh bài chủ lâu một góc, trong lầu chân dương cũng chưa chắc có tiên cổ lực đạo. Hắc Lâu Lan không khỏi do dự. Việc liên quan đến sinh tử, con đường đằng trước chỉ toàn màu đen, gã cũng khó tránh khỏi tình huống lúng cuống. Muốn phá cổ đấu không cũng không khó. Một câu kinh người. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại. Người lên tiếng không phải ai khác, chính là Lang Vương. Sơn Âm lão đệ, ngươi lại có diệu kế nào sao? Hắc Lâu Lan vội vàng hỏi. Phương Nguyên khẽ cười. Việc liên quan đến 5 phần ban thưởng, ta cũng phải tận tâm tận lực chứ. Kế này phân 3 bước. Bước đầu tiên, chúng ta tận lực viễn chiến, tiêu hao phi hùng. Bước thứ hai, điều động tử sĩ, tiến hành cận chiến. Một khi bị kéo vào đấu không, lập tức tử sát. Bước thứ ba, phi hùng không có cơ hội thở dốc, chúng ta tiếp tục viễn chiến. Kiên trì bền bỉ, nhất định có thể giết chết con thú này. Diệu kế, tại sao ta lại không nghĩ đến chứ? Lúc này có người kêu to, có người vui mừng vỗ đùi, cũng có người âm thầm than kế này độc ác. Nhưng bất kể thế nào, tất cả mọi người đều biết, đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Bắc Nguyên chiến loạn tấp nập, tử sĩ phàm là bộ tộc nào cũng có, chỉ là nhiều hoặc ít, tinh nhuệ hay không tinh nhuệ mà thôi. Hắc gia là thế lực siêu cấp, tử sĩ được bồi dưỡng không những số lượng đông đảo mà còn rất tinh nhuệ. Cứ như vậy, Thái Bạch Vân Sinh cau mày, có chút không đành lòng. Hai mắt Tôn Thấp Hàn chấp động, liếc nhìn Hắc Lâu Lan, cũng không lên tiếng. Tử chiến xa trường và chủ động chịu chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước là vinh quang của dũng sĩ, cái sau là vì tư lợi cá nhân mà tước đoạt quyền sống của người khác. Nếu làm chuyện này, thanh danh tộc trưởng của Hắc Lâu Lan sẽ xấu đi. Mà nó cũng vi phạm giá trị quan của chính đạo. Lăn lộn chính đạo, đứng mũi chịu sào chính là thanh danh. Thanh danh không tốt, thành tựu lăn lộn chính đạo sẽ có hạn. Còn ma đạo thì khác, mặc kệ thanh danh như thế nào, quan trọng là thực lực cường thịnh. Cho nên, trong ma đạo phức tạp sẽ có những người như Hạo Kích Lưu, cũng có người cứu sống người khác như Thái Bạch Vân Sinh. Chính vì nguyên nhân này, Tôn Thấp Hàn mới không lên tiếng khuyên bảo. Gã là người thông minh, biết lúc này có lên tiếng khuyên ra sao cũng không thỏa đáng. Gã đã sớm nghĩ đến biện pháp này, nhưng không dám lên tiếng đề nghị. Gã thật sự không dám. Bây giờ Tôn Thấp Hàn đã trở thành trưởng lão khác họ của Hắc Già. Một khi nói ra kiến nghị này, thanh danh sẽ xấu. Gã còn muốn lăn lộn Hắc Già nữa không vậy? Chỉ sợ cũng chỉ có Lang Vương âm tàn, tàn nhẫn mới không hề cố kỵ mà nói ra miệng. Tôn Thấp Hàn liếc trộm Phương Nguyên, vừa hận vừa sợ, gương mặt mơ hồ vẫn còn cảm giác đau. Nhưng Tôn Thấp Hàn không biết, đối với Hắc Lâu Lan mà nói, mạng sắp mất rồi, thanh danh dùng được cái rắm gì. Hắc Lâu Lan nghe Phương Nguyên nói ra biện pháp, trong nháy mắt quyết định thực hiện. Nhưng gã vẫn cau mày suy nghĩ nửa ngày, liên tục thở dài, diễn lòng tốt trách trời trách đất, cuối cùng mới thao thao nói ra một đống từ ngữ nho nhã. Chủ yếu chính là áp dụng phương pháp này vô cùng bất đắc dĩ. Tộc nhân chết đi, gã sẽ hậu táng bọn họ như một người huynh đệ.
thân nhân của người đó, gã sẽ đích thân chăm sóc. Trong lòng mọi người biết rõ nhưng cũng không nói ra. Đây chính là quy tắc trò chơi của chính đạo. Lúc này, Hắc Lâu Lan hạ lệnh, hiệu triệu tử sĩ Hắc Gia đến. Tử sĩ Hắc Gia đều có tu vi nhị truyền, từ nhỏ đã được Hắc Gia nuôi dưỡng, ngày đêm rót vào trong đầu tư tưởng trung thành. Về phần tử sĩ tam truyền, không phải là không có, nhưng tu đến tam truyền, tất cả đều là nhân tài đáng quý, hầu hết đều thoát khỏi thân phận tử sĩ. Trong các thế lực siêu cấp cũng có một số tử sĩ tam truyền, thậm chí tứ truyền, nhưng tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Hắc Lâu Lan là tộc trưởng Hắc Gia, bảo bọn họ đi chết, bọn họ tuyệt không hai lời. Quân muốn thần chết, thần muốn chết cũng phải chết, không muốn chết cũng phải chết. Đây chính là thể chế. Sau đó cuộc chiến không diễn ra việc gì ngoài ý muốn. Sau khi liên tục chết hơn 10 tử sĩ, con Phi Hùng mới ngã xuống, thoi thóp. Trong lúc mọi người muốn thi triển một kích chí mạng, bọn họ phát hiện mình không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Là Lầu Chân Dương khiến cho chúng ta không thể động đậy. Quá vô lại rồi. Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể giết chết con Phi Hùng này rồi. Mọi người la to, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Phương Nguyên là bình tĩnh. Hắn có lệnh bài chủ lâu, biết cửa ải này đã thông. Hắc Lâu Lan cũng có cảm giác. Gã vội vàng lấy ra lệnh bài chủ lâu, chỉ thấy mép lệnh bài vốn tròn trịa chậm rãi xuất hiện một góc. Đồng thời, cảm ứng truyền đến nội tâm của gã, cho gã biết gã đã hoàn toàn nắm được tầng này. Thì ra, cửa ải cuối cùng không phải là muốn giết chết con Phi Hùng, chỉ cần đánh nó gần chết là được. Hắc Lâu Lan mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ đau thương. Chư vị, yên tâm chớ vội. Cuộc chiến đã kết thúc, đại cáo công thành, cửa này đã được đà thông. Hai, đáng tiếc cho đàn sói ân nhân của Hắc gia chúng ta. Nếu không phải đấu không ngăn cách trong ngoài, ta nhất định sẽ dùng dã thú hoặc khôi lỗi thay thế. Qua cửa rồi sao? Mọi người vừa mừng vừa sợ. Tộc trưởng Hắc Lâu Lan, không biết phần thưởng cửa ải này là gì? Có thể để lão phu mở mang tầm mắt hay không? Thái Bạch Vân Sinh dò hỏi. Mục đích của ông khi xông xáo Lầu Chân Dương chính là tìm được thọ cổ. Nhưng thọ cổ khan hiếm, chỉ có sau cửa thứ 90 mới có khả năng có được. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 774 Diễn Phi Hùng, Mặc Dao nói về hư đạo. Hắc Lâu Lan nghe xong, sắc mặt cổ quái, chỉ vào con Phi Hùng, đây chính là phần thưởng của cửa ải này. Cái gì? Là con Phi Hùng này? Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người kinh ngạc, nhưng trong lòng Phương Nguyên lại biết rõ. Hắn có lệnh bài chủ lâu sáu góc, hiện tại bất cứ phần thưởng nào trong Lầu Chân Dương, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Trước khi vượt qua, hắn biết phần thưởng của cửa ải này chính là một con tiên cổ hư đạo lục truyền. Tên cũng rất đơn giản, chính là cổ Phi Hùng hư tượng. Quả nhiên, sau một khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con Phi Hùng to lớn dần dần hóa thành một luồng ánh sáng khổng lồ. Ánh sáng nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành một điểm bay đến trước mặt Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan vội vàng đưa tay tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Gã có lệnh bài chủ lâu, phần thưởng liên quan đến cửa ải này sẽ thuộc về gã. Gã vừa mới tiếp xúc với cổ Phi Hùng hư tượng, bởi vì sức mạnh của Lầu Chân Dương, cho nên gã đã luyện hóa nó một cách dễ dàng. Lệnh bài chủ lâu sáu góc của Phương Nguyên thì khác, là sản phẩm gian lận, chỉ có khống chế một tầng nào đó mới có thể tận thu được phần thưởng của tầng đó. Đương nhiên, nó không phải là không tranh nổi với lệnh bài chủ lâu của Hắc Lâu Lan. Nhưng một khi tranh giành, đánh thức ý chí của Cự Dương Tiên Tôn, vậy thì được không bù mất, chết không có chỗ chôn. Phong hiểm này có thể không bốc lên thì không cần bốc lên. Cổ Phi Hùng hư tượng yếu ớt vô cùng, gần như tiêu vong, khí tức uể oải, trạng thái cực kỳ không tốt. Nhưng Hắc Lâu Lan lại nhìn không chuyển mắt. Đây là cái gì? Đây chính là tiên cổ. Gã vừa mới cảm thán trong lòng, bên tai đã có người lên tiếng, tiên cổ này chuyển sang cho ta vậy. Giọng điệu bình thản,
lại có quyết tâm không thể nghi ngờ. Hắc Lâu Ran cau mày, gã không cần quay đầu cũng biết được người này là ai. Ngoại trừ Lang Vương Thường Sơn Âm, còn có người nào dám cả gan đưa ra yêu cầu như thế? Khi Phương Nguyên đòi tiên cổ phi hùng hư tượng, phản ứng đầu tiên của Hắc Lâu Lan chính là quả quyết từ chối. Đây chính là tiên cổ, cho dù là cổ tiên bình thường, cũng cầu mãi một con mà không được. Lang Vương có lợi hại hơn nữa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân, thế mà lại dám đưa ra một yêu cầu quá đáng đến như vậy. Huống hồ sử dụng cổ phi hùng hư tượng này cực kỳ thuận tiện. Chỉ cần hơi chuyển động suy nghĩ một chút, tiện tay ném ra, có thể khiến cho cổ trùng trong nháy mắt hóa thành hư tượng phi hùng, tiến hành chiến đấu. Chiến lực của phi hùng hư tượng, mặc dù không khủng bố như hoang thú phi hùng, nhưng tuyệt đối có chiến lực bán tiên. Có được một con như vậy là có thể khinh thường phàm trần. Nếu trong cuộc chiến vương đình lúc trước, trong tay Hắc Lâu Lan có được con tiên cổ như vậy, chỗ nào còn để Phương Nguyên biểu hiện chứ? Phương Nguyên công nhiên yêu cầu như thế, thái độ rất vô lễ. Nhưng sau khi Hắc Lâu Lan tức giận, gã cảm nhận được đây chỉ là chuyện đương nhiên. Chỉ sợ cũng chỉ có loại người như Thường Sơn Âm mới có can đảm trước mặt mọi người mà mở miệng như thế. Nhìn cổ phi hùng hư tượng trong tay, Hắc Lâu Lan dần bình tĩnh lại. Không ổn rồi, con phi hùng bị chúng ta đánh cho sắp chết. Trạng thái tiên cổ cũng cực kém, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Tiên cổ bị thương, phải dùng tiên cổ để chữa thương. Ngoài ra cũng phải để cho bản thân nó khôi phục. Trong khoảng thời gian đó phải cho nó ăn, không thể gián đoạn. Nếu ta nhớ không lầm, thức ăn của con cổ phi hùng hư tượng này chính là huyết nhục hoang thú phi hùng. Điều này rất khó. Trong tay ta làm gì có thứ này? Chỉ có cầu viện gia tộc, may ra mới có được. Hắc Lâu Lan càng suy nghĩ, giận dữ trong lòng càng nhạt hơn. Gã là đại lực chân vũ thể, một trong thập tuyệt thể, nhất định phải có tiên cổ lực đạo mới có thể tấn thăng cổ tiên, thoát khỏi uy hiếp tử vong. Cổ phi hùng hư tượng không quá cần thiết đối với gã. Gã thật sự chỉ khát khao một con tiên cổ lực đạo. Việc cấp bách của ta bây giờ là tìm cho được con tiên cổ lực đạo. Từ trước đến nay, tiên cổ chỉ ở cửa cuối của một tầng. Trong quá trình vượt ải, ta còn phải dựa vào sức mạnh của mọi người. Mặc dù Hắc Lâu Lan không e ngại Thường Sơn Âm, nhưng nếu như gã cứ khăng khăng giữ con cổ phi hùng hư tượng, tất sẽ sinh ra bất hòa với Lang Vương, càng khó mà điều động lực lượng của hắn. Chi bằng đem con cổ này tặng cho hắn, đổi lấy sức mạnh của hắn trợ giúp cho Hắc Lâu Lan. Cứ như vậy còn có thể đảm bảo được thanh danh cho Hắc Lâu Lan, không đến mức để người ngoài nói gã nói không giữ lời. Hắc Lâu Lan suy nghĩ nhiều như vậy, thật ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Hừ, Tôn Thất Hàn cười lạnh, Lang Vương đại nhân, đây chính là tiên cổ, ngươi một câu là muốn lấy đi. Trước đó tộc trưởng của ta đã đồng ý năm thành thù lao cho ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải giao tiên cổ cho ngươi. Xem ra lần trước ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Phương Nguyên nghe xong, lông mày cau lại, ánh mắt băng lãnh, không che giấu sát cơ bay thẳng đến Tôn Thất Hàn. Sắc mặt Tôn Thất Hàn thay đổi, kìm lòng không được di chuyển vài bước đến bên cạnh Hắc Lâu Lan. Không ai hoài nghi Phương Nguyên có can đảm trực tiếp ra tay ở đây hay không. Hung uy của Lang Vương đã xâm nhập vào sâu trong lòng người. Ha ha ha. Hắc Lâu Lan ngửa đầu cười to, bước một bước đến trước mặt Phương Nguyên, vỗ ngực nói, đại trượng phu làm việc, nhất ngôn cửu đỉnh. Trước đó ta đã hứa cho Lang Vương năm thành, thì chính là năm thành. Qua được cửa ải này cũng nhờ vào diệu kế của Sơn Âm lão đệ. Bởi vậy, có ban thưởng thêm một thành nữa cũng không đủ. Chỉ là tiên cổ chỉ có một, giá trị không thể đo lượng. Ngươi cùng lắm chiếm 6 thành, còn lại 4 thành, Sơn Âm lão đệ dự định đền bù cho chúng ta như thế nào? Đúng vậy, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Ta thân chịu trọng thượng, kịch chiến không lùi, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thậm chí Thủy Ma Hạo Kích Lưu cũng bị mất mạng. Ta tin Lang Vương đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta một công đạo. Mọi người liên thanh phụ họa, đều nhắm vào Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên có thực lực, nhưng tiền tài động nhân tâm. Mắt thấy một con tiên cổ sắp lọt vào tay hắn,
người xung quanh tất nhiên là ganh tị, bởi vậy tất cả đều tập trung trên người Phương Nguyên. Trước mặt bao người, Phương Nguyên cau mày thật chặt, cuối cùng tạo thành một cục u. Lúc này Hắc Lâu Lan cười thầm: "Lang Vương ơi Lang Vương, cho dù hung uy của ngươi hiển hách, chiến lực chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng rơi vào ngũ của ta mà thôi." 7 ngày sau, lầu Chân Dương 88 góc, tầng thứ 7, cửa thứ 90. Trong mê cung, con phi hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân nó vết thương chồng chất, miệng đầy vết máu, răng nhọn bị bẻ gãy tận mấy cái, mắt phải hoàn toàn bị mù, trong mắt to lớn như quả nho treo ngoài hốc mắt, vô cùng chật vật. Địch nhân của nó chỉ có một người. Người này lơ lửng giữa không trung, sau lưng mọc 6 cánh tay, so sánh với hình thể như ngọn núi nhỏ của con phi hùng thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng con phi hùng giống như Lâm Đại Địch, thậm chí ngoài mạnh trong yếu. Hai bên kịch chiến kéo dài hơn 1 phút, nhưng nó đã khắc sâu được sự cường đại của người tưởng chừng như nhỏ bé trước mặt. Cổ phi hùng hư tượng không hổ danh là tiên cổ. Biến hóa thành phi hùng hư tượng không chỉ có trí tuệ không nhỏ mà gần như xảo trá. Tương lai, khi ta đối phó cường địch, cho dù là tấn công hay không, ta cũng giảm bớt được rất nhiều tiêu hao về tinh thần. Phương Nguyên quan sát con phi hùng dưới chân, trong lòng ước định. 7 ngày trước, Hắc Lâu Lan tập trung các vị cường giả, đã thông cửa cuối cùng của tầng thứ 5, thu được một con tiên cổ phi hùng hư tượng. Phương Nguyên không chút khách sáo, đưa ra yêu cầu ngay tại chỗ. Các cổ sư còn lại ghen tị đến nóng mắt, cùng nhau quấy nhiễu Phương Nguyên. Phương Nguyên đồng ý đưa ra một nửa giá trị, thái độ cường ngạnh. Cuối cùng Hắc Lâu Lan mới giao tiên cổ cho Phương Nguyên. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 775, Chênh Lệch Tiên Phàm 1. Có con cổ này, ban đêm, Phương Nguyên tìm đến Hắc Lâu Lan vay mượn, đạt thành hiệp nghị sau lưng. Sau khi trở về, hắn lợi dụng phúc địa hổ tiên câu thông với Bảo Hoàng Thiên, đổi lấy cổ trùng và thức ăn tương ứng. Đến ngày thứ 6, trạng thái của cổ phi hùng hư tượng đã khôi phục khỏe mạnh. Đến ngày thứ 7, Phương Nguyên âm thầm tiến vào tầng thứ 7 của lầu Chân Dương, tự mình thử nghiệm cổ phi hùng hư tượng, chiết để hoàn thiện sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay. Phương Nguyên để cho con phi hùng tấn công hắn không hề cố kỵ, còn hắn thì thôi động cổ Thiên Thi Vương 6 tay đối chiến. Cổ phi hùng hư tượng là tiên cổ, có được một nửa chiến lực của phi hùng, nhưng không phải là đối thủ của Thiên Thi Vương. Đối với kết quả này, Phương Nguyên hoàn toàn hài lòng. Hắn nghĩ trong lòng, sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay đích thật rất lợi hại. Nó dùng cổ tá lực làm hạch tâm, có thể mượn sức mạnh của tự nhiên từ thiên địa thủy hỏa, gia trì bản thân, giúp cho sức mạnh liên tục không ngừng. Quan trọng hơn, nó giúp ta tạm thời hóa thân thành cơ thể cương thi. Cứ như vậy, cơ thể ở trong trạng thái gần chết, tốc độ khôi phục tăng lên, tiêu trừ cảm giác đau đớn, giống như sức mạnh vô cùng vô tận, không gì làm không được. Nếu không ngừng phát lực, cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Nhưng Phương Nguyên biến thành cương thi, khuyết điểm này sẽ được tránh. Sức mạnh như vậy, cảm giác như vậy khiến Phương Nguyên say mê, đồng thời cũng khiến cho hắn phải cảnh giác. Ta chỉ duy trì trạng thái này được một lát. Nhưng khi kịch chiến, thông thường người ta sẽ hoàn toàn đầu nhập mà quên mất thời gian trôi qua. Sát chiêu như vậy càng khiến cho người ta dễ trầm mê. Ta tuyệt đối không được quên hạn chế thời gian của sát chiêu này. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù sát chiêu Thiên Thi Vương rất mạnh nhưng lại có hạn chế về thời gian. Vượt qua hạn chế, thời gian dùng quá lâu, rất có khả năng biến cổ sư thành thiên thi. Mức độ nghiêm trọng đó còn cao hơn cả thập tuyệt tai ách. Cho dù có dùng cổ âm dương chuyển thân cũng không khôi phục lại được. Phương Nguyên quyết định giải quyết khuyết điểm này. Nhưng Mặc Giao đưa ra tiêu chuẩn rất hà khắc, nhất thời khó tìm được người thử cổ thích hợp. Thật ra, con cổ phi hùng hư tượng này rất lợi hại, ngươi còn chưa phát huy hoàn toàn. Lúc này, ý chí Mặc Giao trong đầu bỗng nhiên lên tiếng. Như vậy là sao? Mặc Giao dường như rất hiểu rõ về hư đạo.
chính là nói về mối liên kết giữa hư và thực. Trong giai đoạn từ nhất truyền đến ngũ truyền, lấy hư làm chủ, hóa hư để tránh né công kích. Bởi vậy, cổ sư hư đạo thường công kích không đủ nhưng phòng thủ lại, có thừa. Tuy nhiên, sau lục truyền, cổ tiên hư đạo cả công lẫn truyền đều hư thực bổ sung cho nhau. Khi phòng thủ, bọn họ sẽ dùng thân hóa hư, khiến tất cả thế công đều không công mà lui. Khi công kích, bọn họ sẽ từ hư hóa thực, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cổ phi hùng hư tượng chính là tiên cổ hư đạo, luyện hóa từ hoang thú phi hùng, tận sử dụng ra máu xương. Nếu chỉ dùng một con cổ trùng phi hùng hư tượng, chiến lực chỉ bằng một nửa của phi hùng chân chính. Nhưng nếu phối hợp nó với cổ trùng khác, ví dụ như cổ đấu không, cổ hào liệt loạn vũ, cổ ngũ hành gia gấu, có thể gia tăng sức chiến đấu của nó lên một phạm vi lớn. Lời của Mặc Dao khiến Phương Nguyên liên tiếp gật đầu. Hắn nhớ lại tình huống lúc vượt quận ước là nhờ cổ trùng trên người phi hùng hư tượng mới giúp cho chiến lực của nó tăng vọt, thậm chí còn có một lần khiến cho quần hùng thúc thủ vô sách. Nhưng về sau, cổ đấu không bị Hắc Lâu Lan lấy mất, những cổ trùng còn lại cũng chia cho mọi người. Phương Nguyên bí mật đối chiến với phi hùng, trên người con phi hùng đã không còn bất cứ một con cổ trùng nào. Lúc này mới giúp cho Phương Nguyên chiếm cứ thượng phong khi chiến đấu. Hắn không khỏi lĩnh ngộ ra, xét từ một góc độ khác, nếu phối hợp cổ phi hùng hư tượng với cổ trùng khác, chẳng khác nào sử dụng nhiều cổ trùng cùng một lúc. Đây không phải sát chiêu sao? Sát chiêu là nét độc đáo của cổ sư, vận dụng nhiều loại cổ trùng đồng loạt sử dụng, hình thành hiệu quả một lớn hơn hai. Mạc Dao gật đầu không thôi, ngươi lĩnh ngộ không tệ, đúng là như thế. Nhưng cổ trùng có thể phối hợp với cổ phi hùng hư tượng chỉ có cổ trùng hư đạo. Không nói những cái khác, chỉ nói đến một con cổ lộng hư đã có thể giúp cho cổ phi hùng hư tượng từ thực hóa hư, tránh né tất cả mọi công kích. Cổ lộng hư, trong lòng Phương Nguyên không khỏi chấn động. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng cổ lộng hư phối hợp với cổ phi hùng hư tượng phức tạp đến cỡ nào. Điều này có thể giúp cho việc sử dụng cổ phi hùng hư tượng phát sinh chất biến. Mạc Dao cười nhẹ, nói tiếp, tên nhóc, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao lầu cận thủy về Linh Duyên Trai, ta sẽ cung cấp cho ngươi tin tức ba truyền thừa hư đạo. Trong đó có một truyền thừa thậm chí còn là truyền thừa cổ tiên hư đạo. Để tính sau. Phương Nguyên bình tĩnh, giọng điệu không mặn không nhạt. Hắn vẫn luôn cảnh giác với Mạc Dao. Mặc dù Mạc Dao không hề có địch ý, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác nguy cơ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã là một tháng. Bắc Nguyên, cuồng phong gầm thét, tuyết lớn tung bay. Càn khôn một mảnh trắng xóa, tuyết trắng mênh mang bao trùm thảo nguyên vạn dặm. Gió lớn lạnh thấu xương, khi thì tạo thành gió lốc, khi thì nhấc lên tuyết sâu trên mặt đất. Bão tuyết 10 năm đang hoành hành toàn bộ Bắc Nguyên. Sinh linh ai thán, vạn vật sống rất khó khăn. Con người may mắn còn sống sót đang kéo dài hơi tàn cùng với các loài động vật. Bọn họ không những phải vượt qua rét lạnh mà còn phải triển khai kịch chiến với các loài quái vật tuyết. Dưới hoàn cảnh tàn khốc như thế, người tuyết lại như cá gặp nước, hoạt động rất tấp nập, trở nên sinh động lạ thường. Băng hàn phong tuyết trong mắt người tuyết lại là gió xuân ấm áp. Bọn họ đi săn trong gió tuyết, rất nhiều cổ trùng hoang dại tuyết đạo, băng đạo, thủy đạo vội vã ký sinh trên người bọn họ. Vào thời điểm bình thường, bộ lạc người tuyết bị các cổ sư chèn ép, mua bán bây giờ lại nhận được sự phát triển to lớn, thế lực nhanh chóng khuếch trương. Bên trong bão tuyết gào thét dần dần hiện ra hai bóng đen. Một bóng đen đứng trên vách núi, tiên khí giạt rào, chính là hai vị cổ tiên Hắc Gia, Hắc Bách và Hắc Thành. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, quan sát sơn cốc dưới chân. Gió tuyết vẫn cuồng bạo như cũ, nhưng không mảy may dao động được vạt áo của hai người. Tuyết lớn tung bay lại không ngăn cản được ánh mắt, dò xét của cả hai. Trong sơn cốc, băng phòng lúc nhúc, có chừng mấy vạn. Một đám chiến sĩ người tuyết oai hùng mới đi săn trở về. Bọn họ lại thêm một lần thắng lợi, đang tiến vào cánh cửa sơn cốc. Cổ tiên mục đạo lục truyền Hắc Bách cau mày, hừ, đám người tuyết này lại thừa cơ phát triển rất tốt. Ba ngày qua, đây là lần thứ 7 chúng ta nhìn thấy một bộ lạc quy mô như thế.
nếu không phải trong đầu tộc ta có suy nghĩ khác. Mặc dù người tuyết là dị nhân, đợi sau khi trận báo tuyết kết thúc, nhân tộc cự nhân tích cực phát triển, chắc chắn sẽ cùng với người tuyết chiến không biết bao nhiêu trận rồi. Số lượng người tuyết càng nhiều, đối với nhân tộc mà nói, địch nhân càng nhiều thì càng cường đại. Hắc Thành đứng bên cạnh vỗ vai Hắc Bách, mỉm cười nói, hiền đệ phải nên cao hứng mới phải. Xét từ góc độ này mà xem, những người tuyết đều là của cải của đệ, của ta. Chúng ta bắt đám người tuyết làm tù binh, không chỉ có thể đổi lấy tiên nguyên thạch từ các cổ tiên khác, hơn nữa còn khiến cho tuyết tùng tử nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Khóe miệng Hắc Bách cũng nhếch lên một đường cong. Huynh trưởng nghĩ chu đáo thật. Nếu không phải tuyết tùng tử, cổ gà gỗ đã sớm lọt vào tay của đệ. Trong cuộc chiến vương đình này, không nghĩ đến hắn ta cũng nhúng tay vào. Mấy ngày qua chúng ta đi săn người tuyết, bán vào bảo hoàng thiên. Hà hà à, ta thật sự muốn nhìn thấy nét mặt của tuyết tùng tử bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 776, Chênh lệch tiên phàm 2. Nói xong, ý cười của Hắc Bách chợt biến mất. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Huynh trưởng, Hắc Lâu Lan vào vương đình lâu như vậy, tính toán thời gian, lầu chân dương cũng đã tạo hơn 20 tầng. Tại sao còn chưa thấy cổ gà gỗ? Hắc Thành cười ha hả một tiếng, yên tâm đừng vội. Lầu chân dương 88 góc có hết thảy 88 tầng. Lúc này mới được bao lâu chứ? Đứa nhỏ Hắc Lâu Lan này, mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng nó xử lý đại sự rất cẩn thận. Sau khi nó tiến vào vương đình, vẫn chưa từng đứt đoạn liên lạc với chúng ta, không phải sao? Hơn nữa, trong tay Hắc Lâu Lan bây giờ đã có lệnh bài chủ lâu một góc. Chỉ cần một tầng còn chưa hình thành xong, Hắc Lâu Lan nhất định có thể phát hiện, và chúng ta cũng biết được tin tức. Hắc gia chính là thế lực siêu cấp. Mặc dù không có tài năng sánh bằng Mạc Giao, nhưng muốn lợi dụng cổ trùng truyền tin ra ngoài, bọn họ vẫn có chút môn đạo. Hắc Bách thở dài một tiếng. Phúc địa vương đình và Bắc Nguyên bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Bên ngoài một ngày, phúc địa vương đình sẽ là 20 ngày. Đệ có chút lo lắng Hắc Lâu Lan thông báo không kịp. Nói như vậy, sự trợ giúp của chúng ta cũng sẽ muộn đi. Hắc Thành mỉm cười trấn an, hiền đệ, đệ cứ quan tâm mãi sẽ bị loạn. Yên tâm đi, với thực lực của Hắc Lâu Lan, đã thông 3-4 tầng không thành vấn đề. Trước đó, chúng ta thu thập bộ lạc người tuyết này trước đã. Vâng, lo lắng trong lòng Hắc Bách giảm xuống, nhẹ gật đầu. Thân ảnh hai người như con chim xả xuống, vọt thẳng vào bộ lạc người tuyết trong sơn cốc. Hắc Thành há miệng cười một tiếng. Lập tức, tiếng cười chấn động thiên địa, át cả hành vân. Toàn bộ sơn cốc đều bị ảnh hưởng, tuyết thế bàng bạc cũng vì đó là ngưng trệ. Âm âm âm, sóng âm đảo qua, rất nhiều phòng băng bị chấn thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, bộ lạc người tuyết bị tổn thất nặng nề. Có địch tập kích, có địch tập kích, có cường địch xuất hiện. Các dũng sĩ, thời điểm bảo vệ gia viên đã đến. Bảo vệ gia viên, nhớ kỹ, chúng ta không được gục ngã, phía sau chúng ta còn có vợ con phụ mẫu. Đám người tuyết hò hét kêu to. Trải qua khoảng thời gian kinh hoàng ngắn ngủi, bọn họ chuẩn bị phản kích. Hừ, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Hắc Bách lơ lửng giữa không trung, nhìn đám người tuyết chen chúc đến. Ánh mắt lãnh đạm, giống như nhìn đàn kiến kết bầy. Ông nhẹ nhàng vung tay áo lên. Ong ong ong, một đàn cổ trùng đen kịt bay tán loạn. Đầu tiên là mấy trăm, rồi 1.000, sau đó đến vạn. Cuối cùng, mấy chục vạn cổ trùng bao trùm toàn bộ bầu trời sơn cốc, giống như mây đen ép thành. Đám người tuyết ngửa mặt lên trời, gương mặt ngây ra. Ý chí chiến đấu vừa mới dâng lên đã bị uy thế của cổ tiên triệt để đông kết. Lúc này, bọn họ đã chân chính cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió tuyết. Cổ tiên có được tiên nguyên, một viên tiên nguyên có được chân nguyên vô hạn. Điều này đồng nghĩa với việc phàm là một vị cổ tiên. Muốn điều khiển vô số phàm cổ, chân nguyên sẽ không bao giờ thiếu thốn. Mặc dù bộ lạc người tuyết cường thịnh, nhưng đối mặt với chiến lực cổ tiên,
chẳng khác nào dê đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Sau một khắc, hắc bách nhẹ nhàng điểm xuống, đàn cổ ầm ầm lao xuống. Trong sơn cốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Hơn 10 ngày sau, Phúc Địa Vương Đình, Hắc Lâu Lan chậm rãi thả con cổ truyền tin trong tay, liên tục cười lạnh. Cổ truyền tin là do cổ tiên Hắc Gia phát ra. Nội dung cũ rích, vẫn là thúc lục Hắc Lâu Lan tìm con tiên cổ gà gỗ. Phúc Địa Vương Đình không thể trong ngoài câu thông. Nhưng qua nhiều năm như thế, ngay cả là bố trí của Cự Dương Tiên Tôn cũng không chịu được dòng sông thời gian cọ rửa, bắt đầu có lỗ thủng. Mặc dù không có được năng lực như Mặc Giao Tiên Tử, nhưng Hắc Gia hay Lưu Gia cũng đều là thế lực siêu cấp, có thể suy nghĩ ra cách để câu thông tin tức trong ngoài. Một khi cổ sư tấn thăng thành tiên, toàn bộ sinh mệnh đều được thăng hoa, có được tiên nguyên. Phàm nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của tiên nhân. Muốn đối phó cổ tiên phải là cổ tiên, tiên cổ lực đạo. Hắc Lâu Lan nhẹ giọng thì thào, chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước đến cánh cửa sổ. Gã đưa mắt nhìn lại, trên đỉnh thánh cung, lầu Chân Dương đã ngưng, tụ một tầng mới nhất, vừa lúc hoàn thành xong. Tầng thứ 38, Hắc Lâu Lan cảm thán trong lòng. Hình ảnh này thấy quá nhiều lần, trong lòng gã sớm đã không còn cảm giác kích động như lần đầu tiên. Nhưng vì sự tôn kính đối với Cự Dương Tiên Tôn, mỗi lần lầu Chân Dương ngưng tụ xong một tầng, gã đều bội phục sát đất thủ đoạn của tiên tổ. Chỉ dựa vào lầu Chân Dương, nhờ sức mạnh Cự Dương Tiên Tổ, ta mới có thể báo thù rửa hận. Hắc Lâu Lan lấy tấm lệnh bài chủ lâu một góc của gã ra. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, lệnh bài chủ lâu của gã vẫn là lệnh bài chủ lâu một góc như cũ. Hắc Lâu Lan thông hiểu lịch sử, trong lòng biết rõ thực lực của bản thân. Đội hình lần này so với trận đánh Vương Đình lần trước cũng không quá chênh lệch, nhưng cũng không quá tốt. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ thông quan được 3-4 lần. Hắc Lâu Lan muốn lấy được tiên cổ lực đạo, đồng thời còn phải gánh nhiệm vụ lấy được tiên cổ gà gỗ cho phụ thân. Điều này đồng nghĩa với việc danh ngạch thông quan 2 lần đã sớm được dự định. Cho nên, mấy ngày qua gã kiềm chế bất động, nghỉ ngơi lấy sức làm chủ, đồng thời vẫn mở lầu Chân Dương để các cổ sư tận lực tăng cường thực lực của mình. Gã làm như vậy, tất nhiên nhận được sự cảm kích và sùng kính của các cổ sư bên ngoài. Đương nhiên, trên dưới Hắc Gia đều cảm thấy bất mãn và khó hiểu. Nhưng ngại hung danh bạo quân của Hắc Lâu Lan, mọi người chỉ biết giận trong lòng mà không dám nói gì. Người đâu? Hắc Lâu Lan gọi một tiếng. Tâm phúc của gã là Hắc Thư xuất hiện ngay trước mặt, lặng yên quỳ xuống đất, đầu cúi xuống. Tộc trưởng đại nhân, xin phân phó, thế cục gần đây như thế nào? Hắc Lâu Lan vuốt ve lệnh bài chủ lâu trong tay, ung dung nhìn, ánh mắt vẫn dừng lại trên lầu Chân Dương. Thế cục gần đây có vẻ bình ổn, nhưng lại có mạch nước ngầm mãnh liệt. Cổ sư Thường Gia liên tục bị ám hại, không ít cổ sư mất tích một cách bí ẩn khi ra ngoài. Tộc trưởng Thường Gia thường cực hữu tự thân xuất mã, lục soát bốn phía, ý đồ bắt giữ hung thủ nhưng không thu hoạch được gì. Ngược lại, tình huống cổ sư Thường Gia bị hại càng thêm nghiêm trọng. Hắc Thư bẩm báo, người nào mà lớn mật như thế? Hắc Thư xấu hổ nói, thuộc hạ vẫn đang điều tra. Hắc Lâu Lan khẽ gật đầu, giọng nói hơi cười trên nỗi đau của người khác, không cần vội. Ha ha, việc này cũng không phải chúng ta nên sốt ruột. Thường Sơn Âm làm việc quá mức âm tàn, độc ác, bây giờ cũng đã gặp được quả đắng. Mấy tháng trước, hắn càn quét đàn khôi thú, sai khiến cổ sư Thường Gia bắt giữ không ít cổ sư, sau đó giết chết. Hừ, lúc đó đã kích thích sự phẫn nộ rất lớn của dân chúng. Nhưng tất cả đều ngại hung danh của Lam Vương. Tuy có suy nghĩ muốn báo thù nhưng không dám động đậy. Lúc này, Hắc Lâu Lan nhớ rất rõ ràng. Bởi vì, không may trong số những người bị đem ra làm thí nghiệm có cổ sư liên quan đến Hắc Gia. Lam Vương không nể mặt gã, giết luôn người này. Điều này đã khiến cho Hắc Lâu Lan âm thầm ghi hận. Tộc trưởng anh minh, chúng thuộc hạ cũng cho rằng như thế. Hắc Thư vuốt mông ngựa, phụ họa vài câu. Tuy tộc trưởng Thường Gia là Thường Cực Hữu, nhưng người này lại là con trai ruột của Lang Vương.
được một câu của Lang Vương bổ nhiệm làm tộc trưởng. Y còn trẻ, khó mà phục chúng. Toàn bộ sự vụ của Thường gia thật ra đều do nghĩa phụ của Thường Cực Hữu, nguyên tộc trưởng Thường gia là Thường Biểu quản lý. Nhưng cách đây không lâu, Thường Biểu và Phan Bình đại nhân xông vào cửa thứ 90 của tầng 7 mà bỏ mình. Tin tức truyền ra, Thường gia mơ hồ rung chuyển. Thường Cực Hữu khó mà duy trì được cục diện Thường gia. Người muốn báo thù nhìn thấy cơ hội tốt, có lẽ là nhờ phần thưởng mà thực lực tăng lên. Vì thế mới ám toán cổ sư Thường gia. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 777, âm mưu tính, toán lẫn nhau. Hắc Lâu Lan gật đầu. Phân tích của Hắc Thư cũng là cách nhìn của gã về việc này. Mau chóng tra rõ người này. Người có thể không để ý đến hung uy của Lang Vương, một lòng muốn báo thù là dũng. Mấy ngày qua, bốn phía ám sát cổ sư Thường gia mà không bị phát hiện là mưu. Người này hữu dũng hữu mưu, nên thu hút cho Hắc gia chúng ta. Cũng chỉ có Hắc gia chúng ta mới giữ được tính mạng cho người đó. Hắc Lâu Lan dặn dò. Vâng, đại nhân. Bên phía Thường Sơn Âm có động tĩnh gì hay không? Từ khi thi thể Thường Biểu được người ta phát hiện, trả về cho Thường gia, Lang Vương có lẽ từ trên người Thường Biểu phát hiện được đầu mối gì đó, cùng ngày đã vào lầu Chân Dương, đến giờ vẫn chưa ra. Thuộc hạ cho người tìm hiểu xung quanh, Lang Vương hẳn đã đến cửa ải mê cung thứ 90 của tầng thứ 7. Sau khi hắn tiến vào, bên trong mê cung thường xuyên truyền ra tiếng kêu gào của đàn sói. Hắc Thư báo cáo. Hắc Lâu Lan cau mày. Thường Biểu, Phan Bình và Hạo Kích Lưu chết đều là tình huống mà gã không muốn nhìn thấy. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đã chết rồi. Hắc Lâu Lan đành phải tiếp nhận sự thật. Gã hoàn toàn có thể đoán trước. Một khi Hắc Lâu Lan bước ra khỏi lầu, biết được tao ngộ của Thường gia, tất sẽ nổi trận lôi đình lục soát hung phạm. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thánh cung sẽ bị lật úp. Hắc Lâu Lan ước gì Lang Vương có thể khiến cho dân chúng phẫn nộ hơn. Nhưng điều mà gã lo lắng chính là Lang Vương liên lụy người vô tội. Cứ bắt giết bốn phía sẽ làm suy yếu lực lượng vượt quan khi gã muốn điều động. Điều này Hắc Lâu Lan nhất định phải ngăn cản. Nhưng ngăn cản như thế nào? Hắc Lâu Lan trầm ngâm không nói. Hắc Thư quỳ trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan suy nghĩ không bao lâu, gương mặt của gã bỗng nhiên xuất hiện sự kinh ngạc. Ánh mắt của gã trong nháy mắt trở nên sắc bén. Một lần nữa nhìn lầu, Chân Dương trên đỉnh Thánh Cung. Ở nơi đó, tầng thứ 39 đang chậm rãi ngưng tụ. Mặc dù còn chưa thành hình, nhưng thông qua lệnh bài chủ lâu một góc, Hắc Lâu Lan có thể biết được cổ trùng hiện hữu trong tầng này. Cổ gà gỗ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Hắc Lâu Lan chấn động trong lòng, chợt gã tỉnh táo lại, ánh mắt như điện quay sang nhìn Hắc Thư. Triệu Mã Anh Kiệt đến đây gặp ta, ngay lập tức. Không bao lâu sau, Mã Anh Kiệt nghe gọi liền vội chạy đến bái kiến. Mã gia là đối thủ lớn nhất của Hắc gia. Trong lúc quyết chiến, Mã gia đã thảm bại. Cường giả Mã gia bị tàn sát hầu như không còn. Thiếu tộc trưởng Mã Anh Kiệt may mắn còn sống, dũng cảm đứng lên nhận chức tộc trưởng. Kế hoạch ban đầu của y là co đầu rụt cổ tại cốc Noãn Chiếu, tận lực tĩnh dưỡng, nhưng lại bị Hắc Lâu Lan ép ra cửa, cưỡng đoạt chiếm lấy Mã gia. Sau đó, Mã gia đành phải đi theo Hắc gia tiến vào Phúc Địa Vương Đình. Mã Anh Kiệt vốn cho rằng Hắc Lâu Lan muốn tước đoạt họ Mã, tiêu hóa toàn bộ Mã gia. Vì thế, y đã không tiếc thu nạp người ngoài, ban cho họ họ Mã. Kết quả là, những gì mà y đoán đều không xảy ra. Không những như vậy, sau khi Mã gia tiến vào Phúc Địa Vương Đình, cũng không nhận bất luận trách móc nặng nề nào từ Hắc Lâu Lan, ngược lại còn được đối xử như nhau. Hắc Lâu Lan vô tư mở ra lầu Chân Dương, Mã gia thu lợi không nhỏ. Bây giờ toàn bộ Mã gia đều đã được tĩnh dưỡng tốt, thế lực gia tộc phát triển không ngừng. Nhưng trong thiên hạ này không hề có cơm miễn phí. Mã Anh Kiệt vì thế mà vẫn luôn lo sợ bất an. Đột nhiên bị Hắc Lâu Lan cho gọi, cảm giác lo lắng trong lòng y tăng lên nhiều lần, xem như đạt đến cực hạn. Nhìn Mã Anh Kiệt trước mắt,
Hắc Lâu Lan mỉm cười nói, tộc trưởng Mã Gia, mấy ngày qua Mã Gia vẫn tốt chứ? Mã Anh Kiệt cảnh giác 12 phần, lập tức đáp, vẫn tốt. Điều này phải cảm tạ tộc trưởng ngài không? Kể hiềm khích lúc trước, khoan dung độ lượng, nhờ đó Mã Gia mới kéo dài được hơi tàn, bây giờ xem như đã khôi phục được chút sinh cơ. Nếu ta nhớ không lầm, Mã Gia đã được cổ tiên ma đạo Tuyết Tùng Tử của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn giúp đỡ đúng không? Hắc Lâu Lan ôn hòa hỏi. Mã Anh Kiệt cứng họng, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói không ra lời. Mã Gia có huyết mạch hoàng kim, lại đi câu thông với cổ tiên ma đạo. Điều này đã phá vỡ quy củ do Cự Dương tiên tổ lập ra. Lúc này Hắc Lâu Lan muốn tính sổ với mình sao? Hỏng rồi, gã là dao thớt, ta là thịt cá. Muốn tiêu diệt Mã Gia, chỉ cần một câu của Hắc Lâu Lan gã mà thôi. Mã Anh Kiệt vô cùng khẩn trương. Chấn hưng Mã Gia là tâm nguyện suốt đời của y. Mã Gia chính là mệnh căn của y. Ha ha ha. Hắc Lâu Lan cười to, tiếng cười quanh quẩn toàn bộ thư phòng. Tộc trưởng Mã Gia không cần khẩn trương. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, vinh hoa phú quý sẽ cuồn cuộn lao đến. Tộc trưởng cứ nói. Mã Anh Kiệt nghiến răng nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tình thế bức người, y không thể không cúi đầu. Cái gì? Nhưng ngay sau đó, lời nói của Hắc Lâu Lan khiến Mã Anh Kiệt kinh ngạc, ngơ ra như tượng. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, núi tuyết nguy nga, đứng vững chính giữa, ngọn núi thứ năm. Bên trong cung điện giữa hồ băng, một cuộc đàm phán đã bước vào hồi cuối. Gương mặt Tuyết Tùng Tử đỏ bừng bừng, nhìn Long Đà Ma Quân trước mặt, không nhịn được nói, Ma Quân, ngươi đừng quên, ban đầu là ai khó khăn hả? Ai cho ngươi mượn tiên nguyên thạch, thay ngươi trả nợ? Là ta. Hiện tại ta gặp chút phiền phức, muốn tìm ngươi trợ giúp, ngươi lại ra sức khước từ, thật sự khiến cho người ta cảm thấy lạnh giá. Đường đường là Long Đà Ma Quân, lại là kẻ tiểu nhân như vậy sao? Long Đà Ma Quân mỉm cười uống trà, giọng điệu hòa nhã, Tùng Tử Quân, xin hãy ăn nói cho cẩn thận. Tình nghĩa trước đó, bổn quân ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Nhưng, lần này, Tùng Tử Quân, phiền phức của ngươi không nhỏ. Ta giúp ngươi sẽ phải đắc tội với cổ tiên Hắc Gia. Kinh doanh của bổn quân ở Bảo Hoàng Thiên cũng vừa mới khởi sắc, không thể chịu đựng được đả kích như vậy. Tuyết Tùng Tử lấy việc buôn bán người tuyết mà sinh sống, lại còn trở nên giàu có. Nhưng mấy tháng gần đây, việc kinh doanh của hắn ta ở Bảo Hoàng Thiên đã bị cổ tiên Hắc Gia làm khó. Cổ tiên Hắc Gia trắng trợn lùng bắt người tuyết, bán ra ngoài với giá thấp, phá hủy quy củ và lợi ích mậu dịch buôn bán người tuyết làm nô lệ. Đây là một trận giao phong khác loại, liên lụy rộng khắp. Tuyết Tùng Tử vì bảo vệ cho tài nguyên của mình, đành phải ứng chiến, miễn cưỡng giằng co với cổ tiên Hắc Gia. Mặc dù bản thân hắn ta cũng giàu có, nhưng dù sao cũng là sức của một mình. Nếu so sánh với thế lực siêu cấp Hắc Gia lăn lộn vạn năm vẫn phải thua chị kém em. Bởi vậy, hắn ta dần dần chống đỡ không nổi, bắt đầu cầu viện cổ tiên xung quanh. Dáng vẻ sống chết mặc bây của Long Đà Ma Quân khiến cho Tuyết Tùng Tử khó thở. Ma Quân, đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, ngươi muốn như thế nào mới chịu ra tay? Long Đà Ma Quân cười ha hả, hai mắt sáng ngời, bước đến sát mặt Tuyết Tùng Tử. Tùng Tử Quân, ta biết trong tay ngươi có con cổ thỏ trăm năm, chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp cho ngươi. Tuyết Tùng Tử nghe xong, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Long Đà Ma Quân. Ngươi yêu cầu như thế, ngươi không cảm thấy ngại khi nói ra miệng sao? Long Đà Ma Quân nhướng mày, giọng nói trầm xuống, tại sao lại ngại chứ? Có ai lại vô duyên vô cớ ra tay chứ? Tuyết Tùng Tử, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Nếu còn chỉ tay vào bổn quân tức giận đấy. Hừ, Tuyết Tùng Tử biết mình không phải là đối thủ của Long Đà Ma Quân, chỉ biết hừ lạnh một tiếng, thu hồi ngón tay, sau đó phất tay áo bỏ đi. Long Đà Ma Quân cũng không giữ lại, âm trầm, nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi, cũng hừ lạnh một tiếng. Gã đã sớm nhìn Tuyết Tùng Tử không vừa mắt, ỷ vào mình có tiền, ngày thường thái độ kiêu căng cực kỳ.
các bạn đang nghe truyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 778: Tình phụ tử thật giả một. Lúc trước, gã mượn tiên nguyên thạch của Tuyết Tùng Tử, Tuyết Tùng Tử cho gã vay nặng lãi. Tuyết Tùng Tử lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà kiếm một mớ. Long Đả Ma Quân ăn thiệt, vẫn luôn ghi tạc mối hận này trong lòng. Tuyết Tùng Tử xanh mặt trở lại ngọn núi thứ bảy của mình. Không có người ngoài, hắn ta ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt căng cứng, không khỏi than thở. Sớm biết như thế, ta đã không nhúng tay vào cuộc chiến Vương Đình rồi. Hắn ta hối hận vô cùng, được làm vua thua làm giặc. Trước đó, hắn ta cũng đã bỏ rất nhiều thứ vào cuộc chiến Vương Đình, nhưng chẳng thu lại được thứ gì. Bây giờ, cổ tiên Hắc gia nhúng tay vào, tài nguyên lập thân của hắn ta cũng khó mà giữ được. Rốt cuộc vẫn là chính đạo đoàn kết, lòng người ma đạo ly tán. Phúc địa Đại Tuyết Sơn có nhiều cổ tiên ma đạo như vậy, nhưng ta lại không thể nhờ được một ai. Trái lại cổ tiên Hắc gia lại có được thế lực giúp đỡ đông đảo, liên hợp lại tạo áp lực cho ta. Hai, qua chiến dịch này, tích lũy nhiều năm của ta sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, tổn thất nặng nề. Nước cuộc chiến Vương Đình quá sâu, không phải ta có thể lội được. Trước đó có rất nhiều cổ tiên ma đạo nhúng tay vào cuộc chiến Vương Đình, nhưng có mấy ai có được kết thúc yên lành. Ta là vì cổ gà gỗ mà nổi lòng tham. Ta cho rằng dù sao cũng đã đắc tội với cổ tiên Hắc gia, cho nên mới quyết định nhúng tay vào, lại không biết cổ tiên ma đạo đang ở sau lưng cười trộm. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tuyết Tùng Tử liên tục thở dài. Đang lúc rút kinh nghiệm xương máu, tổng kết bài học cho mình, một con cổ truyền tin xuyên không mà vào, xuất hiện trước mặt hắn ta. À, đây không phải là cổ truyền tin liên lạc mà ta đã cho mã ra sao? Tuyết Tùng Tử cảm thấy kỳ lạ, rót tinh thần vào trong tìm hiểu, lập tức vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Cái gì? Hắc Lâu Lan muốn hợp tác với ta? Đây là ý gì? Tuyết Tùng Tử khinh thường cười nhạo, muốn lấy cổ gà gỗ làm mồi nhử, còn muốn ta bị mắc lừa. Nói không chừng đây là âm mưu của Hắc gia. Khoan, chờ một chút, thứ này có thể là... Chẳng lẽ Hắc Lâu Lan thật sự muốn hợp tác với ta? Thú vị, ha ha ha, thú vị đây. Hơn nửa tháng sau, mẹ, nương, Hắc Lâu Lan bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường. Gã thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thật lâu sau, ánh mắt của gã mới khôi phục lại tiêu cử. Gã lại gặp ác mộng lần nữa. Từ cách đây rất lâu, ác mộng này đã tra tấn gã. Mỗi lần gặp ác mộng, nó giống như một đống củi đốt lên lòng cầu hận, càng đốt càng cháy hừng hực. Khôi phục lại hô hấp, Hắc Lâu Lan đứng dậy. Cơ thể của gã cồng kềnh giống như một con gấu, ánh mắt hình tam giác lóe lên tinh mang chấn nhiếp người, chỉ là gương mặt hằn sâu sự mệt mỏi. Đợi đến khi gã đẩy cửa sổ ra, sự mỏi mệt đã bị gã che giấu, khiến cho người ta cảm nhận được trên người gã chỉ có khí thế hung tàn của một bá chủ. Gã nhìn lầu chân dương 88 góc, trong lòng suy nghĩ đến chuyện hợp tác với Tuyết Tùng Tử. Ở trong thư, gã không tiếc mạo hiểm nói ra bí mật lớn nhất của mình, rồi đưa thêm cổ trùng quan trọng, rốt cuộc đã đổi lấy sự tin tưởng của Tuyết Tùng Tử. Bây giờ tầng thứ 39 đã sớm ngưng tụ, tiến triển hợp tác giữa gã và Tuyết Tùng Tử cũng không tệ. Nhờ vào sự trợ giúp của vị cổ tiên ma đạo này, Hắc Lâu Lan xông xáo tầng thứ 39 một cách xuôi gió xuôi nước. Gã làm như vậy chẳng khác nào phản bội Hắc gia. Cổ tiên Hắc gia tuyệt sẽ không buông tha cho gã. Thậm chí chuyện này có thể che giấu được bao lâu, Hắc Lâu Lan cũng không nắm chắc. Nhưng gã biết, chỉ cần một ngày gã ở Phúc Địa Vương Đình, gã sẽ an toàn được một ngày. Phúc Địa Vương Đình cấm cổ tiên không được ra vào. Làm đến bước này, gã không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một đường tiến lên phía trước. Nhưng điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của gã có thể thay đổi toàn bộ cục diện là tiên cổ lực đạo vẫn chưa xuất hiện. Gã đành phải tiếp tục chờ đợi. Lầu chân dương, tầng thứ 7, cửa thứ 90. Thường Cực Hữu bái kiến Thái Thượng Gia Lão Đại Nhân. Gương mặt Thường Cực Hữu tràn ngập vẻ xấu hổ, quỳ mọp xuống đất. Có biết vì sao ta cho gọi ngươi không?
Phương Nguyên đứng trước mặt y, giọng nói nhàn nhạt: "Thuộc hạ hổ thẹn, cô phụ sự tín nhiệm của Thái Thượng Gia lão người. Thuộc hạ vô năng, để cho hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Xin Thái Thượng Gia lão đại nhân trách phạt." Thường Cực Hữu không ngừng dập đầu, trán đập xuống đất phát ra âm thanh trầm đục. Không bao lâu sau, trán của gã toàn là máu. Phương Nguyên hừ lạnh: "Ngươi cũng tự hiểu, biết mình vô năng rồi sao? Đừng dập đầu nữa, đứng lên đi." "Thuộc hạ không dám." "Đứng lên." Phương Nguyên nhấn mạnh lần nữa, giọng điệu bình tĩnh, tràn đầy sự quyết đoán không thể hoài nghi. Thường Cực Hữu đứng dậy, cúi đầu xuống, vết máu từ gương mặt chảy xuống, vô cùng chật vật. Phương Nguyên than nhẹ, vươn tay ra, lau vết thương trên trán cho Thường Cực Hữu. Ánh sáng trắng nổi lên, dưới tác dụng của cổ trùng trị liệu, vết thương trên trán Thường Cực Hữu nhanh chóng lành lại, không hề có vết sẹo nào. Toàn thân Thường Cực Hữu run lên, hai mắt không khỏi chảy ra hai hàng lệ. Sau khi cha con gặp nhau, đây là lần đầu tiên Thường Sơn Âm có động tác thân mật với con trai Thường Cực Hữu của mình như vậy. Phương Nguyên lau nước mắt cho Thường Cực Hữu, giọng nói hòa hoãn như gió xuân: "Khóc cái gì chứ, ngươi là con trai của Lang Vương ta, chỉ có thể đổ máu chứ không thể rơi lệ." Một tiếng con trai khiến tâm Thường Cực Hữu chấn động, giống như bị điện giật. Niềm vui như thủy triều quét sạch sự buồn bã trong lòng Thường Cực Hữu. Rốt cuộc phụ thân cũng đã thừa nhận ta là con của người. Người đã chính miệng gọi ta là con trai. Mấy ngày qua, trong lòng y tích lũy ủy khuất, gánh chịu áp lực, phẫn nộ, xấu hổ, bi thương đối với cái chết của nghĩa phụ. Bây giờ tất cả đều tiêu tan. Y không khỏi vui mừng đến phát khóc, nhưng Phương Nguyên vẫn còn bên cạnh. Y cố gắng kiềm chế, gương mặt vặn vẹo, cắn môi sắp nát nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống như mưa. Y há to miệng, muốn gọi một tiếng phụ thân nhưng lại không dám, chỉ có thể luôn miệng nói tiếng xin lỗi. Phương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai y, ôn nhu nói: "Ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì không?" Thường Cực Hữu lắc đầu. Phương Nguyên nói một cách chắc nịch: "Khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là ngươi không đủ mạnh." "Không đủ mạnh?" Thường Cực Hữu ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thẳng vào bóng người vĩ đại trước mặt. "Ở đây là cổ xá Lợi Hoàng Kim, đủ cho ngươi thăng lên tứ truyền đỉnh phong. Còn có cổ xá Lợi Tử Tinh, có thể giúp cho ngươi đột kích ngũ truyền." Phương Nguyên lấy ra hai con cổ xá lợi, kín đáo đưa cho Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu ngơ ngác nhận lấy, sự cảm kích chợt tràn ngập nội tâm. Đây chính là tình thương của cha sao? Có rất nhiều thi nhân tán tụng tình thương của cha nặng như núi, sâu như biển. Hôm nay, rốt cuộc ta cũng đã cảm nhận được. Phụ thân. Thường Cực Hữu nghẹn ngào nhìn Phương Nguyên, sau đó quỳ xuống. "Chim ưng con không thông qua khó khăn rèn luyện, hai cánh sẽ không trở nên cứng rắn như sắt. Ngựa con không trải qua vấp ngã, sẽ không lao vùn vụt như gió. Chuyện của Thường gia, ta đã sớm nghe báo cáo, nhưng ta không quan tâm. Hãy mạnh lên, tiếp nhận rèn luyện, tiếp quản bộ tộc, nhờ vào đó mà tạo dựng uy tín. Đây chính là việc ngươi cần làm. Ta sẽ đứng đằng sau nhìn ngươi." Phương Nguyên nói. "Phụ thân đại nhân, Hải Nhi." "Hải Nhi hổ thẹn. Nghe cha ruột tha thiết dạy bảo." Thường Cực Hữu hưng phấn vô cùng, nhưng cũng khiến cho y phải sợ hãi. Phương Nguyên khoát tay. "Ta hiểu sự do dự của ngươi, là ngươi lo lắng tư chất không đủ, khó mà đột phá ngũ truyền đúng không?" "Không sao, ta chẳng những muốn tăng tư chất cho ngươi, hơn nữa còn sẽ truyền cho ngươi một sát chiêu lực đạo. Uy lực của nó có thể nói là tuyệt luân. Đây là bản lĩnh giữ nhà của vi phụ, trong thời điểm quyết chiến vương đình cũng chỉ dùng 3 thành uy lực." Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 779, tình phụ tử thật giả 2. Thường Cực Hữu không khỏi há to miệng, vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Phụ thân có thủ đoạn giúp tăng tư chất, hơn nữa còn truyền thụ sát chiêu lực đạo cho y. Sát chiêu lực đạo này phụ thân đã sử dụng khi quyết chiến với Mã gia, vậy mà chỉ phát huy 3 thành uy lực. Phụ thân rốt cuộc vẫn là cha ruột của ta.
Mặc dù nghĩa phụ thường điều đối xử với ta cũng rất tốt, nhưng làm sao có thể so sánh với cha ruột được chứ? Đây chính là sự ràng buộc về huyết mạch. Phụ thân đại nhân, người chính là muốn bồi đáp cho ta. Sau khi kinh ngạc, sự vui sướng lại càng lan rộng hơn trong lòng Thường Cực Hữu. Tiếp theo, ta sẽ tăng tư chất cho người. Hãy thả lỏng tinh thần, bình phục tâm cảnh. Nhưng trước hết người hãy ngủ một giấc cho thật tốt. Phương Nguyên nhẹ nhàng nói, âm thầm thôi động cổ trùng thôi miên. Tâm trạng Thường Cực Hữu thay đổi rất nhanh, sớm đã mỏi mệt, lại cực kỳ tin tưởng Phương Nguyên. Dưới tác dụng của cổ trùng, rất nhanh ngủ một giấc không tỉnh. Phương Nguyên cười nhạt, lấy cổ huyết lô ra. Toàn thân cổ giống như thủy tinh, to bằng đầu của một đứa bé, một bàn tay có thể nâng lên được. Lúc này nó đã uống no máu, lấp lóe ánh sáng màu đỏ tà mị. Máu này là do Phương Nguyên âm thầm giết chết người của Thường gia rồi hấp thu. Thường Cực Hữu đang ngủ say, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Y tuyệt không nghĩ đến kẻ cầm đầu giết chết người của Thường gia mấy ngày qua lại là người cha ruột mà y sùng kính nhất. Cho dù người ngoài như Hắc Lâu Lan cũng cảm thấy mơ hồ, không hoài nghi đến Phương Nguyên. Đi thôi. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cổ huyết lô chậm rãi bay ra khỏi tay của hắn, bay quanh Thường Cực Hữu một vòng. Sau đó, cổ huyết lô dừng lại trên đỉnh đầu của Thường Cực Hữu, phun ra một luồng máu tươi tanh nồng. Máu không những trực tiếp rót vào đỉnh đầu Thường Cực Hữu mà còn rót xuống da thịt, lông tóc, thuận theo mạch lạc trong cơ thể tập trung vào trong không khiếu của y. Tư chất của Thường Cực Hữu nhanh chóng tăng lên. Đợi đến khi Thường Cực Hữu tỉnh lại, Phương Nguyên đã không còn. Những gì xảy ra giống như một giấc mộng, khiến cho Thường Cực Hữu không khỏi hoài nghi. Nhưng đống cổ trùng dưới đất còn có rất nhiều thức ăn chính là bằng chứng tốt nhất, chứng minh tất cả đều đã phát sinh qua. Trời ạ, tư chất của ta đã tăng lên thật rồi. Bây giờ đã là 9/6. Sau khi kiểm tra không khiếu của mình xong, Thường Cực Hữu vui vẻ kêu to lên. Mấy ngày tới, con cứ ở lại đây, cố gắng tu hành, sử dụng cổ xá lợi mà cha để lại. Cứ như vậy, tu vi của con sẽ tăng lên ngũ truyền cao dài. Cổ trùng trên mặt đất là ta cho con mượn. Bên trong có một con cổ đông song ghi chép lại nội dung sát chiêu. Con hãy dựa theo đó mà luyện tập là được. Một giọng nói truyền vào tai Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu kích động vạn phần. À, đây là giọng nói của phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi nhất định sẽ không để người thất vọng. Hải Nhi nhất định sẽ trở thành cổ sư ngũ truyền, luyện sát chiêu cho thật tốt. Trong lòng Thường Cực Hữu dâng lên đấu chí hào hùng. Y ngồi xếp bằng dưới đất, lấy con cổ xá lợi hoàng kim ra, đặt vào trong không khiếu của bản thân. Phương Nguyên vẫn luôn bí mật quan sát. Đây chính là người mà ngươi chọn thử cổ sao? Xem qua cũng không tệ. Trong đầu, ý chí của Mặc Giao phát ra tiếng cười lạnh. Chỉ là bên trong cổ đông song, ngươi cố ý ghi chỗ thiếu hụt của sát chiêu Thiên Thi Vương. Cổ trùng cho mượn cũng không động qua tay chân. Ngươi không sợ y ghi nhớ chỗ thiếu hụt, cẩn thận sử dụng, rồi sẽ không hoàn toàn biến thành cương thi sao? Ha ha, ngươi không cần lo lắng. Ta vẫn có năng lực nắm chắc lòng người. Ngươi chưa từng sử dụng sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay này nên không biết. Khi hóa thân thành thiên thi, sức mạnh kia dường như cuồn cuộn không dứt, khiến cho người ta cảm thấy say mê. Cho dù là ta cũng phải trầm mê trong đó. Thường Cực Hữu còn trẻ, vốn không đủ điều khiển tâm trạng của mình. Khi y luyện tập sát chiêu, đương nhiên còn phải tìm đàn sói luyện tập. Nơi này chính là địa bàn của ta, đến lúc đó sẽ có nhiều hướng dẫn hơn, không sợ y không thành cương thi. Phương Nguyên tự tin nói, hừ, nhân tộc các ngươi đúng là xảo trá, âm hiểm như vậy. Giống như cổ huyết lô mà ngươi dùng, Mặc Nhân chúng ta vạn vạn lần không luyện ra cổ trùng tà ác như thế để hãm hại tộc nhân của mình. Mặc Giao giễu cợt nói. Phương Nguyên cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói, ồ, ngươi không phải tiên tử của Linh Duyên trai đại diện cho chính đạo sao? Tại sao lại không ngăn cản ta vậy? Vậy ta cũng phải có năng lực mới ngăn cản được chứ. Hơn nữa, tại sao ta lại ngăn cản nhân tộc các ngươi nội đấu? Hừ, ta ước gì nhân tộc các ngươi chết sạch hết mới đúng.
Như vậy thì dị nhân chúng ta mới có không gian sinh tồn. Mặc Giao Nguyết một cái. Thân phận của nàng rất kỳ lạ, là tiên tử đại diện cho Linh Duyên Trai, vợ của Bạc Thanh, đồng thời còn là Mặc Nhân cứ không thuần nhân tộc. Nàng nhìn nhân tộc tự giết lẫn nhau, giống như nhân tộc đối đãi với người tuyết, hoặc đàn thú đấu nhau mà thôi. Chỉ là không có năng lực ngăn cản. Phương Nguyên cố gắng kiềm chế nghi vấn này trong lòng. 3 ngày sau, Thường Cực Hữu lợi dụng Cổ Xá Lợi, thành công gia tăng tu vi bản thân lên ngũ chuyển, cao dài. Sau đó, y bắt đầu ngựa không dừng vó, luyện tập sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Phương Nguyên, y trầm mê bên trong uy năng của sát chiêu, dần dần quên mất khuyết điểm của nó. Dưới sự cố ý thao túng của Phương Nguyên, hắn đã tạo nên một trận kịch chiến. Trong lúc kịch chiến, Thường Cực Hữu tả xung hữu đột, nhẹ nhàng vui vẻ, quên mất thời gian. Đợi đến khi trận đấu kết thúc, lúc này y mới hoảng sợ phát hiện y đã hoàn toàn biến thành thiên thi. 2 ngày sau, Phương Nguyên một lần nữa xuất hiện trước mặt y. Phụ thân cứu con. Thường Cực Hữu biến thành quái vật quỳ trên mặt đất, hoảng sợ thỉnh giáo. Con của ta, tại sao con lại biến thành như thế này? Phương Nguyên chấn kinh, giận dữ hỏi, ta rõ ràng đã khuyên con, tuyệt đối không được quá phận thôi động sát chiêu này. Con ơi con, tại sao con lại quên mất điểm mấu chốt nhất chứ? Phụ thân, hài nhi hổ thẹn, nhất thời hồ đồ mà quên mất thời gian. Đợi đến khi phát hiện, hối hận thì đã muộn. Thường Cực Hữu xấu hổ vô cùng, quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Nguyên. Hiện tại, y người không ra người, quỷ không ra quỷ, hy vọng duy nhất đặt trên người Phương Nguyên. Hải, lần này thì khó đây. Với bộ dạng này của con, cho dù có vận dụng Cổ Âm Dương chuyển thân cũng không cứu được. Uy lực sát chiêu này rất mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, di chứng của nó cũng nghiêm trọng vô cùng. Ngay cả vi phụ cũng không có cách nào. Phương Nguyên giang hai tay, vừa bi thương, vừa tức giận, lại không đành lòng. Sao? Ngay cả phụ thân cũng không có cách nào sao? Thường Cực Hữu dùng đầu gối lết đến bên cạnh Phương Nguyên, vẻ mặt thất vọng lẫn bàng hoàng. Phương Nguyên than thở liên tục, sát chiêu này có lai lịch rất lớn, là vi phu chấp nhận mạo hiểm, lén xông vào truyền thừa của một vị cổ tiên, chấp nhận cửu tử nhất sinh mới may mắn đoạt được sát chiêu tiên đạo này. Đây là sát chiêu tiên đạo, khó trách lại lợi hại như vậy. Thường Cực Hữu như phát mộng. Mặc dù hình tượng của Phương Nguyên trong lòng y rất cao lớn, nhưng so sánh với cổ tiên, lập tức thua chị kém em ngay. Trước đó, Thường Cực Hữu là thiếu tộc trưởng Thường gia, mặc dù còn chưa quen thuộc với cổ tiên, nhưng cũng tuyệt không lạ lẫm. Con sai rồi, con đã phạm vào sai lầm lớn. Tại sao con lại chỉ vì cái trước mắt chứ? Thường Cực Hữu khóc lớn, tiếng khóc thè thé khó nghe như cú đêm kêu. Bỗng nhiên, y quỳ hẳn xuống đất, cuống quýt dập đầu với Phương Nguyên. Phụ thân, hài nhi đã cô phụ sự chờ đợi của người. Hài nhi sai rồi, hài nhi đã khiến ngài phải thất vọng. Không, chính là như thế, ta cần ngươi biến thành như thế này. Phương Nguyên cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì đỡ Thường Cực Hữu dậy. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 780, Tán Bách bỏ mình không thể đợi. Con của ta đã nói với con rất nhiều lần, đừng khóc, con không thể khóc. Mặc dù con đã làm sai, nhưng phụ thân ta cũng có lỗi. Mấy ngày qua, ta chỉ lo thăm dò cửa ải mê cung, không có thời gian chăm sóc cho con. Vì phụ tin rằng trời sẽ không tuyệt đường người, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu, tìm ra phương pháp giúp con trở lại hình người. Nhất định sẽ có. Hãy tin tưởng vi phụ, đồng thời tin tưởng chính bản thân con. Phương Nguyên tha thiết nói, hai mắt còn rưng rưng. Cha, Thường Cực Hữu khóc lớn không thôi. Y thật sự rất cảm động. Y biến thành quái vật, chính bản thân y cũng không dám nhìn gương mặt của mình. Nhưng phụ thân lại không chút chán ghét. Rõ ràng con trai làm sai, lại còn đem tất cả mọi sai lầm của con trai gánh lên người mình. Bây giờ con trai biến thành như vậy, ông vẫn không từ bỏ. Đây chính là sự ràng buộc sâu nặng nhất của tình cha con.
đây chính là phụ thân của ta, là cha ruột của ta. Thường Cực Hữu vô cùng cảm động, nội tâm tuyệt vọng được đốt lên ngọn lửa hy vọng. Y lại có lòng tin sống tiếp. Con trai, con hãy ở lại đây, để vi phụ suy nghĩ lại một chút, xem có biện pháp nào giúp con trở lại như cũ không. Còn thường ra, vi phụ sẽ đích thân chủ trì. Con không cần lo lắng, hãy ở lại đây tĩnh dưỡng. Cha con chúng ta hợp lực, còn sợ một sát chiêu hay sao? Phương Nguyên nói như vậy, khiến cho Thường Cực Hữu giống như tìm được nguồn hy vọng sống. Vâng, hết thảy hài nhi đều nghe theo phụ thân. À, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Thường Cực Hữu đau đến toàn thân run rẩy, cơ bắp căng lên. Sáu cánh tay quái vật cua loạn bốn phía, phát ra tiếng gió vù vù. Nhưng Phương Nguyên chỉ cần một cánh tay, vẫn luôn giữ nó giữa không trung. Lúc này, hai mắt của hắn như điện, vừa khống chế cổ trùng vừa trầm giọng gào to: con của ta, hãy cố gắng chịu đựng. Chính là lúc này, Thường Cực Hữu đau đến mức muốn mất đi lý trí. Đây không phải là đau đớn mà người thường có thể chịu đựng được. Cho dù đã hóa thân thành thiên thi, hầu như không có cảm giác đau, nhưng y vẫn cảm nhận được mỗi một tấc da thịt, mỗi một cơ bắp trên toàn bộ cơ thể đều bị xé rách. Nhưng lời nói của Phương Nguyên giống như là nước ấm đổ vào nội tâm của Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu cố gắng nhịn đau. Rốt cuộc trước khi sắp ngất, sự đau đớn nhanh chóng tiêu tán, chẳng khác nào thủy triều rút đi. Thành công rồi sao? Thường Cực Hữu thở hổn hển, đầu đau như muốn nứt ra, miễn cưỡng mở hai mắt. Y nhìn thấy da thịt trên cánh tay của mình đã trở lại huyết nhục bình thường. Thậm chí, ngay cả sáu cánh tay quái lạ mọc sau lưng y cũng thu nhỏ lại không ít. Không có cái gì có thể hấp dẫn Thường Cực Hữu hơn là sự hồi phục. Lúc này, y vui mừng như phát khóc. Không ổn rồi. Bỗng nhiên Phương Nguyên lên tiếng, giọng nói trầm xuống. Cánh tay vừa mới khôi phục lại của Thường Cực Hữu chỉ trong nháy mắt đã trở thành trạng thái thiên thi, chẳng khác nào cây củi khô. Sáu cánh tay sau lưng y một lần nữa to lên, cứng vô cùng. Không, không, tại sao lại chờ? Lại như cũ. Phụ thân, Thường Cực Hữu kinh hoàng kêu to, vô thức cầu cứu Phương Nguyên. Nhưng khi y nhìn thấy vẻ mặt vờ như mệt mỏi của Phương Nguyên, y lại nói không ra lời. Phụ thân mệt rồi. Đúng vậy, mấy ngày qua đều là phụ thân trợ giúp ta suy nghĩ gần trăm loại phương pháp, không ngủ không nghỉ, dùng hỏng không biết bao nhiêu cổ trùng ngũ truyền hao phí đến 70-80 con. Ta có lý do gì trách cứ phụ thân chứ? Đây đều do ta lỗ mãng, phạm phải sai lầm lớn. Phụ thân, hài nhi có lỗi với sự bồi dưỡng của người. Thường Cực Hữu vừa đau lòng vừa hổ thẹn. Y cảm nhận được sự chăm sóc của người cha đối với con cái. Y giống như một cọng cỏ nhỏ được cây đại thụ che chở, thật sự hạnh phúc vô cùng. Thật ghê tởm, hình thái thiên thi này ương ngạnh quá. Thậm chí ngay cả phương pháp này cũng không hiệu quả. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, dò hỏi trong đầu. Mặc Dao, ngươi còn có biện pháp nào không? Mau nói ra đi. Phương Nguyên tự mình nghĩ ra mấy chục biện pháp, nhưng không cái nào áp dụng được. Biện pháp bây giờ là do Mặc Dao nghĩ ra. Đây cũng là một trong những tính toán của Phương Nguyên. Một phương diện là không ngừng thí nghiệm Thường Cực Hữu, ý đồ muốn tìm kiếm phương pháp khôi phục lại hình dáng con người. Một phương diện khác là thừa cơ kích phát ý chí Mặc Dao không ngừng suy nghĩ, tiêu hao sức mạnh của nàng. Mặc Dao trầm ngâm một lát mới nói, còn có một biện pháp khá là nguy hiểm. Đau đớn mà người thử cổ phải chịu gấp 3 lần trước đó, rất có khả năng sẽ khiến cho người đó đau quá mà chết. Y biến thành thiên thi, đã coi như chết rồi. Tại sao lại còn đau chết? Phương Nguyên nghi ngờ hỏi. Y chỉ mới là nửa người chết, cơ thể chết, nhưng hồn phách vẫn còn sót lại bên trong cơ thể. Trừ phi hồn phách của y sẽ bị hút vào sinh tử môn, lúc này mới được xem là chết thật sự. Mặc Dao giải thích, sinh tử môn là một trong những bí cảnh thiên địa, rất nổi tiếng, sớm đã có ghi chép bên trong nhân tổ truyện. Thời đại bây giờ khác với thời thái cổ. Sinh tử môn đã sớm biến mất, nhiều lần đổi chủ, lực khống chế vong linh đã giảm mạnh, bởi vậy mới có loại cương thi tồn tại. Nếu còn ở thời nhân tổ,
trong thiên địa không hề có cương thi. Phương pháp của Mặc Giao phong hiểm quá lớn, có thể khiến cho người ta đau đến hồn phách bể nát rồi sụp đổ. Hồn phách thường cực hữu vỡ nát, y sẽ hoàn toàn tử vong. Mặc Giao khuyên nhủ, nhóc con, mọi người có được tất có mất. Uy lực sát chiêu tuyệt luân, sự thiếu hút khó mà bù đắp được. Mấy ngày qua, ngươi thí nghiệm nhiều lần như thế, hao tốn biết bao nhiêu, thậm chí còn nhiều lần ký sổ hắc ra. Cũng biết rõ được độ khó trong đó, đây là biện pháp sau cùng của ta. Ta không thể cam đoan nhất định sẽ có hiệu quả. Hơn nữa, phương pháp này nguy hiểm cực lớn, cửu tử nhất sinh. Có cần sử dụng phương pháp này hay không, ngươi hãy xem đó mà làm. Con trai của ngươi đã hoàn toàn hóa thành thiên thi. Chiến lực chắc tuyệt, là một chiến lực rất tốt. Y đối với ngươi nói gì nghe nấy. Hy sinh như vậy thật sự đáng tiếc. Ta khuyên ngươi không ngại giữ y lại để sử dụng. Phương Nguyên im lặng không nói. Phụ thân, xin người hãy nghỉ ngơi. Hải Nhi không vội. Ở bên cạnh, Thường Cực Hữu nói. Phương Nguyên ngưng thần nhìn lại. Mặc dù Thường Cực Hữu đã hóa thành thiên thi, tướng mạo ghê tởm, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh, bao hàm sự sùng bái. Phương Nguyên mỉm cười, con trai, vi phụ đã nghĩ ra một phương pháp tốt. Phương pháp này rất nguy hiểm, con sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khả năng thành công lại cực lớn, vi phụ vẫn còn đang do dự. Hài, trong đầu, Mặc Giao thở dài. Mặc dù Phương Nguyên nói như vậy, nhưng Thường Cực Hữu vốn đã chán ghét bản thân, quyết chí phục hồi sẽ chỉ có một lựa chọn. Quả nhiên, Thường Cực Hữu nghe xong, do dự một chút, hai mắt sáng lên. Phụ thân đại nhân, xin người hãy sử dụng phương pháp đó đi. Hải Nhi trong bộ dạng này, quả thật sống không bằng chết. Phương Nguyên chăm chú nhìn vào mắt của Thường Cực Hữu, nhưng ngươi lại là đứa con duy nhất của ta. Phụ thân, Thường Cực Hữu thút thít, quỳ mọp xuống đất, ôm lấy bắp chân Phương Nguyên. Hải Nhi không bỏ giữa chừng đâu. Hải Nhi thật sự không dám dùng gương mặt này để ra ngoài. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, Hải Nhi cũng phải nỗ lực. Phương Nguyên im lặng thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng. Thôi được rồi, con người tóm lại vẫn muốn sống theo ý nguyện của mình. Vi phụ cũng không đành lòng để ngươi thống khổ như vậy. Ngươi hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, để vi phụ chuẩn bị một chút. Mấy ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau thử một lần. Vài ngày sau, âm thanh gào thét của Thường Cực Hữu đã khàn đi. Kiên trì thêm chút nữa thôi. Ánh mắt Phương Nguyên ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh như băng, động viên Thường Cực Hữu. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của Thường Cực Hữu đã im bặt. Đây là lần đau thứ 307 Thường Cực Hữu đau đến mức hôn mê. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.